Thì có một cái cô thôn nữ nhà giàu, thôn nữ thì không đúng, tiểu thơ. Có một tiểu thơ nhà giàu đã thương một người làm trong gia đình của cô. Và vì hai người thương nhau như vậy cho nên là đối với văn hóa Ấn Độ á, thì không thể chấp nhận. Tại vì nhà giàu là thuộc giai cấp cao, người nghèo là thuộc giai cấp thấp, cho nên họ không có được tán đồng. Thì hai người lỡ có con với nhau, cho nên cô này và cái người cô tiểu thơ và cái người làm đó phải trốn đi, thì đi qua một cái xứ khác để mà sống. Thì đến ngày sinh đó, thì cô cũng không có muốn ở cái nơi đó vì sợ người nhà biết, cho nên hai vợ chồng quyết định là đi đến một cái nơi khác để sinh. Thì trên đường đi cô này đau bụng và đã hạ sinh một người con ở dọc đường, cho nên đặt tên cho người con này là Panthaka. Thì tiếng Phạn á, chữ Panthaka nghĩa là một người đi đường hay một người lữ khách, đọc là Panthaka. Ngày xưa thì cũng giống như người Việt Nam mình thôi, sanh con ở nhiều lúc sanh ở đâu thì đơn giản là có nhiều người sanh năm Dần cái đặt con tên Dần, sanh năm Sửu đặt tên Sửu, thí dụ vậy. Hoặc là có nhiều em nhỏ bây giờ Pháp Hòa biết nó sanh ở Hồng Kông, nó có tên là Hồng Kông, hoặc là sanh hai đứa con, đứa tên Hồng, đứa tên Công. Thí dụ vậy. Thì cha mẹ cũng muốn đơn giản. Có nhiều người trong gia đình nó sanh đứa thứ 10 đặt tên 10 luôn. Vậy đó. Thì cái cô này sanh, cái cô tiểu thơ sanh người con ở dọc đường cho nên đặt tên là Panthaka. Thì không bao lâu sau cô lại có mang lần thứ hai. Có mang lần thứ hai rồi cũng như thế, cũng trở về gia đình của người chồng để mà sinh. Thì trên đường đi lại sinh thêm đứa thứ hai dọc đường tiếp, đặt tên tiếp tục là Panthaka. Nhưng mà bây giờ hai người Panthaka hết thì phải làm sao? Cho nên người trên á, đặt là Maha, là gì? Là đại. Còn người con thứ hai đặt là Kula. Kula Panthaka nghĩa là tiểu, là nhỏ. Cũng giống như mình sanh, thí dụ như mình sanh hai đứa, đặt đứa tên 10, cái năm sau tháng 10 mình sanh nữa, cái đặt 10 lớn 10 nhỏ. Thì hai vợ chồng này cũng vậy đó, Maha Panthaka hay là Kula Panthaka. Thì khi mà cái anh cái chữ là Maha Panthaka hay là Kula Panthaka thì người Trung Hoa âm cái chữ này là Châu Lợi Bàn Đà. Nghe tên này là giờ bắt đầu quý vị mới ồ lên là, à tôi nghe vị này quen biết lắm, đọc kinh Phật nghe tên nhiều lắm. Thì hai anh chàng Panthaka tiểu và đại lớn lên thì bắt đầu nhận tổ quy tông. Anh lớn á, người con lớn á, hỏi cha mẹ mình ông ngoại là ai, thì được biết là ông ngoại là một phú hộ, cho nên người con lớn đã trở về thăm ông ngoại. Thì ông ngoại thì cũng thương cháu, thương con xa cách lâu ngày, cho nên thôi cũng tiếp nhận đứa con lớn coi như cháu ngoại. Dù trước kia mình không chấp nhận cha nó, nhưng bây giờ có con rồi thì phải chấp nhận. Tại vì gián đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, cho nên rồi thì nhận. Thì khi cái cậu lớn về thăm ông ngoại đó, thì đúng lúc ông ngoại sắp sửa đi chùa gặp Phật, cho nên mới dẫn cậu này theo. Thì khi dẫn cậu này theo á, cậu này cũng ngồi nghe pháp, và sau buổi thuyết pháp đó thì cậu này phát tâm đi tu, xin ông ngoại cho con đi tu, và được Phật nhận vào trong tăng đoàn. Và thầy Maha Panthaka tu rất là giỏi, tại vì rất là thông minh. Sau này người anh lớn mới trở về nhà dẫn đứa em của mình lên gặp ông ngoại, và đồng thời dẫn lên chùa vì cũng muốn em mình cùng đi tu. Nhưng mà rất tiếc á, người em đi tu nhưng mà trí thông minh kém quá, học hoài không thuộc, học có hai chữ thôi.
học chổi quét, học chữ chổi quên chữ quét, học chữ quét quên chữ chổi. Thì cái người anh thấy em mình nó đần quá đi, cho nên cũng buồn. Thì có một hôm nọ, thí chủ là một ông cũng nổi tiếng trong Phật giáo, quý vị nào đọc sử nhiều thì biết, đó là y sĩ Jitaka Kỳ Bà. Thì ông này mới mời chư tăng về để mà cúng dường. Thì người anh không cho người em đi, nói thứ nhất là nó tu hành dở quá, không biết gì hết trơn, rồi thế chưa có công đức, rồi đi là mất mặt rồi đại khái, cho nên không cho ông em đi. Thì ông em ở nhà buông tình, nhưng mà Đức Phật biết, cho nên Đức Phật đã cảm hóa người em bằng cách là cho người em ở nhà bắt đầu nhập định tham thiền. Thì thưa đại chúng, Đức Phật mới nói cái nhân quả của cái người em, tức là thầy Châu Lợi Bàn Lạc mà quý vị thường nghe trong kinh đó. Tại vì trong kinh thì khi dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán đó, thì các vị thường âm những cái tên đó lại bằng cái chữ cho mình dễ đọc. Thay vì đọc là Mahapantika, Mahapantaka thì mình đọc mình lâu thuộc không nhớ, cho nên các vị mới âm chữ là Maha Châu Lợi Bàn Đặc, hay là Châu Lợi Bàn Đặc. Thì cái vị em á, là Châu Lợi Bàn Đặc này á, nó là một vị thường được nhắc trong kinh, có mặt ở trong những cái buổi Phật thuyết pháp. Nhưng mà cái đặc biệt của ngài này á, là ngài không có thông minh, nhưng mà nhờ ngài tu, ngài về Đức Phật cảm hóa đó, cho nên ngài chứng quả, và ngài được, ngài có khả năng biến hóa nhiều thân. Cho nên trong hàng thánh chúng á, được Đức Phật nhận ngài Châu Lợi Bằng Đặc là người có khả năng biến hóa nhiều thân đệ nhất. Tại vì mỗi vị đệ tử có những cái nhất, như là ngài Mục Kiền Liên là thần thông nhất, ngài Ca Chiên Viên là giải không nhất, ngài A Na Luật là thiên nhãn nhất, thì ngài Châu Lợi Bàn Đặc là hóa thân, có khả năng hóa thân. Thì Đức Phật mới kể lại nhiều tiền kiếp của ngài Châu Lợi Bàn Đặc, mà trong đó có một tiền kiếp mà tại sao đời này ngài không thông minh, là tại vì trong quá khứ ngài cũng đã từng là một người đi xuất gia. Nhưng mà khi ngài vào trong chùa ngài tu á, ngài rất là thông minh, nhưng mà chính vì cái thông minh như vậy cho nên ngài thường khinh khi những bậc nào mà người ta học kém hơn ngài, cười chê nhạo báng người ta. Cho nên cái nhân quả, cái quả đó là ngài một kiếp nào đó ngài sẽ trở lại kém thông minh. Cũng giống như có một vị là ngài mắc cỡ, ngài không có dám xuất hiện trước đại chúng, là vì ngài ngồi đâu là cái miệng ngài ngoàm ngoàm giống như con trâu mà nhai cỏ vậy đó, cho nên mắc cỡ lắm, không có dám xuất hiện trước đại chúng. Thì cái nhân là gì? Có một lần ông thấy một vị tỳ kheo già ăn cơm, và ông đã cười cái vị tỳ kheo đó, và ông nói một cái câu hổn: thầy ăn cơm như con trâu nhơi. Một cái lời khinh miệt như vậy, đọa làm trâu 500 kiếp. Quý vị tưởng 500 kiếp làm trâu thì đời nào cũng nhai kiểu đó, thì cho nên đời này được làm người, nhưng mà cái dư nghiệp, cái đó Phật giáo gọi là dư nghiệp. Dư nghiệp thì nó cũng có loại tốt loại xấu nha. Ví dụ như có đời, có những người, người ta đời này người ta sanh ra ta chưa học những cái đó mà sao ta giỏi quá, cái đó là dư nghiệp tốt, tại vì quá khứ đã từng học cái đó. Ví dụ có nhiều em nó giỏi về đánh đàn mặt hoặc là vẽ, nó còn nhỏ xíu mà nó đâu có học bao nhiêu, mà thậm chí nó chưa học nữa mà nó vẽ rất là đẹp rồi, cái đó là cái dư nghiệp của quá khứ. Và có những em còn nhỏ mà học toán rất là giỏi, đó là dư nghiệp, nhưng mà dư nghiệp tốt. Nhưng mà ngược lại á, đời này hồi nhỏ thôi mà đã biểu lộ những cái xấu, đó là dư nghiệp xấu. Nhiều khi đời này, Phong vào ví dụ đi, Phong vào ví dụ như bây giờ mình sống ngoài đời 60 năm 60 năm rồi mình nói chuyện với ai mình cũng hay chống tay, chống nạnh, rồi gọi những cái từ rất là thế gian.
Bây giờ mới vô chùa tu được có 3 tháng à, chuyển quá hết không? Không hết. 60 năm ở ngoài đời mà nói chuyện kiểu đó, mà giờ mới vô chùa 3 tháng mà làm sao chuyển được cái đó. Thì cái mà cũng đã cạo đầu rồi, cũng mặc áo rồi, mà cũng có thói quen chống nạnh nói chuyện, thì cái này là gì? Dư nghiệp. Dư nghiệp của 60 năm đó. Mình nói vậy đó cho dễ hiểu. Thì cái dư nghiệp tức là những cái gì chúng ta làm thành nó quen rồi, bây giờ muốn chuyển hóa thì mặc dù bây giờ đổi tướng rồi, đổi tên rồi, nhưng mà cái nghiệp nó còn. Thì Đức Phật mới nói là cái nhân quả của vị đó. Nhưng mà Đức Phật cũng nhờ cái câu chuyện đó mà Đức Phật dạy câu kinh thứ 25 này. Câu thứ 25 như thế này: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Đó là cái câu theo thi kệ. Còn cái câu trường hàng là: bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Ở đây Đức Phật muốn nhắc cái gì biết không? Đức Phật muốn nhắc là cái vấn đề là chúng ta có nỗ lực không? Chúng ta có nỗ lực, chúng ta có siêng năng không, chứ không phải là vấn đề thông minh hay là kém thông minh. Thí dụ như mình là người đi chậm thì tự biết thân lo đi trước một chút. Phải là ví dụ vậy đó. Mình biết là mình là người hay đi trễ thì phải lo. Mình biết là mình là người học chậm cho nên lo học nhiều một chút. Cái người ta thông minh đó, người ta chỉ cần liếc một cái là người ta thuộc rồi. Còn mình không biết là phải nửa tiếng, tiếng mình mới thuộc. Phải vậy không? Cho nên, hoặc là mình nấu ăn cũng vậy. Mình biết là mình là chậm, cho nên phải chuẩn bị trước một chút. Sáng ngày mai nấu, cho nên thôi chiều nay sắc rau nè, làm những cái việc gì lặt vặt sẵn đi. Ngày mai cái là vào trong chuyện nấu thôi. Trời đất ơi, đã chậm rồi mà tới giờ bắt đầu mới bày rau ra cắt rồi sắc rồi, hồi nó trễ mất. Cho nên cái câu đầu là gì? Nỗ lực không phóng dật. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có cái lần khuyến khích, và Pháp Hòa nghĩ rằng nếu mà đại chúng nào hàng ngày cũng siêng năng như vậy thì tốt. Mỗi sáng đọc tứ chánh cần. Đọc tứ chánh cần đọc làm sao? Điều lành chưa sanh, nguyện là cho sanh. Điều lành đã sanh, xin phát triển tiếp. Điều ác chưa sanh, nguyện không sanh. Điều ác đã sanh, nguyện khắc phục. Bốn cái điều siêng năng cần mẫn gọi là tứ chánh cần. Tứ là bốn, chánh là chân, chánh cần là siêng năng. Mà con người mình sống bởi có thiện với ác thôi. Thể cái thiện mà đã sanh phải làm cho nó phát triển tiếp. Thiện mà chưa sanh phải nỗ lực làm cho nó sanh. Cái ác đã sanh nỗ lực diệt nó. Còn cái ác chưa sanh đừng để nó phát triển. Ví dụ như mình á, chưa biết uống rượu đừng tập uống. Chưa biết hút thuốc đừng tập hút thuốc. Còn đã lỡ ghiền thuốc rồi ráng bớt nó, giảm nó đi. Tại vì hút càng nhiều thì bệnh càng tăng chứ đâu có lợi ích gì. Tốn tiền mà thêm bệnh. Vậy mình dạy hay mình có trí? Cho nên người trí thì phải tự xây cho mình một hòn đảo. Pháp Hòa thì nhiều việc lắm, rất rất nhiều việc mỗi ngày. Nhưng mà bây giờ mỗi khi mà cái tuần đó nó sắp sửa chuyện gì thì mình biết chuyện gì phải tới làm trước tuần này thì lo. Ví dụ như mấy thầy á, hồi đó cái chuyện mà sắp xếp bàn cúng này là chuyện Pháp Hòa làm. Bắt đầu từ năm nay là Pháp Hòa giao. Thì bây giờ các thầy phải tối thứ bảy sau buổi pháp thoại là các thầy phải chuẩn bị. Nhưng mà mình phải để tâm đi theo dõi để giúp cho các thầy hoàn thiện cái công việc cho nó tốt. Tại vì ngày xưa là tất cả việc trong chùa từ lớn tới nhỏ đều do Pháp Hòa sắp xếp hết. Từ chuyện cúng kiến, tên, vong, tất cả.
Thì bây giờ mình phải tập cho các thầy làm. Nhưng mà đợi tới chết rồi mới cho làm thì mình ở đâu đâu nhắc. Cho nên giờ còn đây thì để ý cái nào sai thì mình sửa. Cho nên rồi để cho các thầy làm. Cái đó gọi là gì? Thì bây giờ các thầy thường là tối chuẩn bị trước để sáng nó lu bu. Rồi lỡ mình sai tên sót tên thì còn có kịp giờ để lo. Cho nên cái đó gọi là gì? Nỗ lực. Mình biết mình chậm ở cái phần nào thì mình ráng mình lo. Cho nên á, đừng có nghĩ rằng á, thôi thôi tôi không có thông minh, tôi không tu được. Thôi tôi nghèo, tôi không có tu. Tu đâu có phải nói chuyện giàu nghèo. Hay là thôi thôi tôi còn tham sân si lắm, tôi chưa dám quy y đâu. Anh còn tham sân si, anh phải ráng tu. Anh nỗ lực anh tu cho nó giảm tham sân si. Mà đợi anh hết tham sân si chừng nào anh hết. Bởi vì tham sân si anh không lo tu lấy gì nó giảm. Cũng giống như nói vậy nè, bác sĩ báo cho biết bệnh phổi, bây giờ phải lo chữa. Nó thôi 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 tôi không chữa đâu, để khi nào tôi bỏ thuốc tôi mới chữa. Mà nếu anh muốn chữa bệnh thì anh phải bỏ thuốc chứ. Bây giờ bác sĩ báo là gan tiêu rồi nha, 80% lá gan tiêu rồi nha, bớt rượu đi nha. Nó dạ để khi nào tôi bỏ rượu tôi chưa chữa bệnh. Mình phải muốn chữa bệnh phải bỏ cái đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cho ngài Châu Lợi Bằng Đặt là nỗ lực. Người mà muốn mình biết mình ở cái phương diện nào thì chủ nỗ lực cái phần đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham đi chùa, ham tu, vô chùa, vô lớp, ngồi học, không có nghĩ gì, cứ mơ màng chuyện về chùa, không có lo học hành gì hết trơn. Rồi tới giờ ông thầy mà ông kêu lên trả bài, cái tự biết thân leo bàn nằm cho ông đánh nha. Hồi nhỏ vô chùa là, hồi nhỏ đi học là không có suy nghĩ gì, chuyện học hành, không lo quan tâm gì hết đó. Cứ ngồi trong trường, trong lớp là cứ mơ tới giờ về chùa thôi. Nhưng mà ngược lại á, kinh điển là khỏi cần, chỉ cần lướt thôi là thuộc. Mà ba cái chuyện học hành trong lớp, trong trường là không để tâm mà học hoài cũng không thuộc. Mình biết là mình, cho nên rồi á, mình biết mình dở cái phần đó. Cho nên mỗi lần mà sắp sửa thi là trời ơi, học gấp để làm chi phải không? Để nhớ lúc đó làm bài thi thôi. Mà buông mà xong bài thi rồi là xong rồi đó. Hồi hướng hết rồi đó, không nhớ gì chứ. Cho nên á, cái câu Đức Phật là nỗ lực không phóng dật. Anh biết anh ở cái chỗ đó thì bản thân mình cũng vậy. Mình biết mình có những cái đam mê, đừng tới gần đó, tại vì nó lôi mình. Cho nên cái người mà đang bỏ thuốc á, đừng có ngồi gần người hút thuốc. Mình đang trên đường bỏ thôi là mình mới hiền chứ chưa thánh. Khi nào mình bỏ được thuốc mới thánh. Còn mình đang trên đường bỏ thuốc là hiền. Cũng như thế, người nào đang trên đường đoạn trừ phiền não gọi là hiền, bỏ được phiền não gọi thánh. Cho nên hiền thánh là thánh hiền nó gần bên vậy đó. Thì chúng ta cũng thế, mình biết mình dễ nhiễm cái gì thì chúng ta bớt giảm cái đó. Vậy thì nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, tự điều phục mình khéo chế ngự. Có nhiều em, gần đây có một em nó tội lắm, nó hay viết thơ cho Pháp Hòa. Thầy ơi, mình chơi game, không biết Pháp Hòa không biết game gì, mà nó nói có một cái game ở trên computer chơi á, mà cái người đó đó đánh đấu với tượng Phật, đánh đấu với mấy cao tăng, rồi lỡ nó giết mấy thầy ở trong cái game đó, nó có tội không? Rồi nó leo lên trên vai, trên đầu Phật ngồi vậy có tội không? Rồi mới đây nó gửi cái mail là con nên tiếp tục chơi không? Thì Pháp Hòa mới nói thật ra chơi game không có tội. Nhưng mà nếu con không có tự điều phục giờ giấc chơi của mình mà để cho mình thành ghiền đó, cái này lỗi à. Tội thì không tội mà có lỗi. Có lỗi với thời khóa, có lỗi với công việc của mình. Nhưng mà rồi ở trong cái sự chơi game mà đánh giết như vậy đó, mặc dù không phải là sự thật, nhưng mà nó gieo vào trong cái tâm thức mình cái hạt giống của bạo động không tốt. Mình coi phim bạo động đâu có tội, mình coi phim chém giết đâu có tội. Nhưng
Cái sự chém giết đó, hận thù đó, nó đi vào trong tâm thức của mình. Tại vì con người mình á, hễ mình gặp cái gì thì nó gieo vào tâm thức mình cái đó. Ví dụ như hồi nào, ví dụ quý vị chưa bao giờ gặp Pháp Hòa, thì trong tâm, trong cái memory, trong cái tàng thức quý vị không có hình ảnh thầy Pháp Hòa. Nhưng một khi quý vị gặp Pháp Hòa rồi thì quý vị để cái hình ảnh đó vào. Nhưng nếu Pháp Hòa dễ thương thì trong hình ảnh quý vị là ông thầy Pháp Hòa dễ thương. Nhưng mà nếu Pháp Hòa dễ ghét thì mỗi lần quý vị móc ở trong memory mình ra, thôi đừng nói tới ông thầy đó nữa, nói ổng tới ổng là tôi ứa gan. Thành ra tùy chúng ta nhận gặp ai, chúng ta đều save nó, đưa nó vào trong cái tàng thức của mình. Nhưng cái gì? Vậy thì mỗi người chúng ta, chúng ta muốn mình ở trong cái tàng thức của người kia là tốt là xấu là do mình, cách sống của mình. Do mình thôi, người ta cái file của người ta chưa hề đặt cho mình một cái tên nào hết. Quý vị tự tạo một cái Microsoft, quý vị viết xong mình chưa cho nó cái tên. Mà trước khi save nó, khi mình bấm vô chữ save as, nó sẽ hỏi mình muốn name cái file này là cái tên gì. Thì chừng đó mình tự đặt cho nó một cái tên rồi nó save liền. Cũng như thế thôi. Cũng như thế, chúng ta đến với tất cả mọi người gần đây, chúng ta muốn người kia trong tâm thức của họ mình là cái tên gì, thì mình, cái nội dung của mình là gì, thì người ta sẽ save mình là như vậy. Mình, người ta sẽ save as, người ta sẽ name mình cái tên đó. Và mỗi lần móc cái tên mình ra móc cái tên mình ra, thí dụ như mình là, mình thí dụ ha, mình pháp danh là Diệu Hương, nhưng mà tại dữ quá cái ta mở ngoặc chằng. Nhưng mà tại vì trong chùa nó nhiều hương lắm, nhiều Diệu Hương lắm. Diệu Hương, có Diệu Hương dễ thương, hay Diệu Hương bán bún, Diệu Hương bán bánh gì đó. Cho nên tùy theo cái người ta đặt cho nó cái tên. Cho nên cái sự điều phục ở nơi chính mình nó cần lắm. Cái hòa, thế Pháp Hòa ví dụ như bữa nay trời ngoài đường rất lạnh, nhưng mà khi mà chúng ta bước, chúng ta biết trời lạnh thì chúng ta tự có thể điều phục bằng cách ăn mặc được không? Được mà. Mình ăn mặc để đi ra đường dù trời lạnh cỡ nào, và với cái cách ăn mặc của mình vẫn ấm để đi ra đường. Cũng như thế, điều phục là vậy. Cuộc đời này có những lúc nó chông gai, nó khó khăn, nó buồn, nó vui, nó đủ kiểu hết, vì nó là bản chất của cuộc đời. Và chúng ta là một member ở trong cái cuộc sống này, thì chúng ta phải làm gì để chúng ta thích ứng với nó. Thí dụ chúng ta ở một cảnh, ở cái xứ này là mùa đông, trong khi đó có những nơi khác trời còn đang ấm, mà mình ở đây bắt đầu lạnh rồi, mặc dù chưa vào đông, thu thôi là đã lạnh rồi, thì mình phải ăn mặc theo thì ăn mặc như vậy gọi là thời trang chứ gì đâu. Mà mình sống được như vậy gọi là thời thế chứ gì đâu. Mà thời thế tạo anh hùng. Hay mình đối ứng được với cái thời buổi ăn mặc thì gọi là thời trang. Trang điểm bản thân mình theo thời đại. Hồi xưa mà mình thấy người ta xăm mình là mình sợ lắm. Chắc anh chị bự á. Nhưng mà giờ chuyện xăm mình bình thường rồi. Nó là cái nghệ thuật. Nhưng cái nghệ thuật đó đừng quá đáng. Đâu, nghệ thuật cũng có vừa thôi chứ. Nếu mà mình nghệ thuật đầy người mình hết thì ta đã không biết chỗ nào nghệ, chỗ nào thuật. Nó nhìn nó nguyên một cái bình bông vậy không đẹp. Cũng giống như mình có trang điểm thôi. Trang điểm vừa thì nhìn nó đẹp, mà trang điểm quá thì ta kêu đậm. Mà làm quá ta kêu búp bê. Tùy mình. Cái đó không có gì lỗi hết. Nhưng mà ở đây phải là ví dụ, cái trường hợp gọi là tự điều phục tự khéo. Bậc trí thì xây hòn đảo, nước lụt không ngập tràn. Nước đây là tượng trưng cho gì? Nếu mình là một hòn đảo cao ráo thì không nước nào nhận chìm mình được. Trong nhà Phật thường dùng cái nước này qua bốn hình ảnh. Một, chúng ta gọi là dục lưu. Chữ lưu là nước chảy xiết một cái dòng. Thứ nhất là dục lưu. Dục lưu là gì? Là mình bị cuốn trôi
bởi những cái ham muốn như là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Thưa đại chúng, bây giờ mình ở ngoài đời hay là mình đi chùa mình tu có gì khác không? Đâu có khác đâu, cũng ăn mà, cũng phải mặc mà, cũng phải dùng tiền mà, cũng phải rửa mặt, cũng phải đánh răng để cho người mình nó đẹp, nó sạch chứ. Đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta bị lôi kéo bởi những cái không cần thiết thì cái đó gọi là dục lưu. Ví dụ như mình cần tiền nhưng mà không chịu đi làm chân chánh, mình đi tham lam, mình lường gạt thì cái này không nên. Cái đó gọi là dục lưu. Thứ hai gọi là hữu lưu. Chữ hữu là gì? Chữ hữu này tượng trưng cho dính mắc chấp trước. Con người mình mà chấp rồi đó, nó giống như là một cái dòng sông nó lôi mình đi vậy đó. Tại sao? Tại vì người mà chấp rồi đó, thì nói năng không có chừng mực. Có những cái chúng ta tiếng Anh nó dịch là attachment. Cái trên là desire. Và cái thứ hai là attachment. Có những cái mình dính vào đó rồi thì mình không có vượt được. Cái thứ ba gọi là gì? Kiến lưu. Kiến lưu là gì? Wrong view. Mình coi chừng những cái thấy sai quấy của mình đó, làm cho mình suy nghĩ. Cái thấy sai thì mình suy nghĩ sai, mà suy nghĩ sai là nói bậy, mà nói bậy rồi thì tình nghĩa không còn. Cho nên ở trong cuộc sống, thầy trò, cha mẹ, vợ chồng, anh em, chúng ta phải cẩn thận. Có đôi khi chúng ta do cái thấy sai lệch của mình. Vì sao? Vì cái thứ ba, vì cái thứ tư nè, gọi là vô minh. Vô minh là gì? Là không có thấy rõ vấn đề. Vô minh là ignorance. Vô minh là do chúng ta không thấy rõ, cho nên mới, vì chúng ta mê muội trong tâm thức, cho nên dẫn đến cái sự nhìn thấy sai quấy của cuộc đời hay là của người mình thương. Và chính nhìn cái sai quấy đó cho nên mình bị cái gì? Bị cái chấp trước. Và chính bị cái chấp trước đó cho nên nó lôi mình, nó làm cho mình bị trôi đi tất cả những tình nghĩa, những hạnh phúc mà chúng ta đang có. Pháp Hòa biết ở trong xã hội đời sống của những người Phật tử có rất nhiều hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, hạnh phúc tan vỡ là tại vì chúng ta ghen tương mà không có lý lẽ. Và chính vì không có lý lẽ cho nên mình nói, mình thấy sai lầm rồi mình nói bậy nói bạ, rồi chính nói bậy nói bạ đó đổ vỡ hạnh phúc. Và thưa đại chúng, nếu cái người đó mà người ta có gì, cái gì con cái, vì thể diện gia đình, vì gia đình thì người ta ở lại đó, thì trong lòng của họ những cái đau khổ vẫn còn đó. Cho nên á, người trí thì phải tự xây hòn đảo để cho những cái dòng nước đó nó không ngập tràn. Và dòng nước đó là gì? Đó là dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. Bốn cái đó là bốn cái dòng nước nó chảy mà nó có liên hệ với nhau, giống như là nó merge, nó nhập chung với nhau vậy đó. Hễ cái này mà nó sanh thì cái kia nó sanh, cái kia nó sanh là cái nọ nó sanh. Mà đại chúng để ý coi, hễ mình mà giận người nào rồi thì đâu phải ngang đó đâu. Giận á là nó dẫn tới gì? Nó dẫn tới nhìn ngó người đó. Rồi từ cái gì ngó người đó, miệng mình phải nói về người đó. Mà nói về người đó thì trước khi nói, trước khi hành động phải có sự suy nghĩ. Cho nên á, một khi mà trong lòng có phiền não, có vô minh thì nó dẫn đến hành động, cái action đó. Nó dẫn đến cái nhìn là cái view về người đó. Nó dẫn cái lời nói là vì cái discussion, cái speech về người đó. Và chính những cái đó nó gom lại, nó làm một cái dòng sông mạnh hơn nữa. Hồi nãy là những cái dòng suối thôi, rồi nó kết hợp, nó thành ra một cái dòng sông thật mạnh, nó cuốn trôi. Người kia chịu đựng hết nổi.
Trời đất ơi, tuần rồi đã như vậy rồi, tôi giải thích rồi, tháng sau cũng y vậy nữa, thì người ta chịu đâu có nổi. Thì khi người ta chịu không nổi thì chuyện gì nó xảy ra? Khổ đau. Mà nếu mà bạn bè mà hên đó, gặp bạn bè tốt, người ta khuyên lơn, người ta giải bài. Nhưng mà thưa đại chúng, bất cứ một cái vết thương nào, cho dù bây giờ nó lành, chỗ đó nó cũng yếu. Năm 2010, Pháp Hòa rửa chén. Cái bữa đó rửa cái ly, chọt cái tay vô rửa vậy thì nguyên cái ly nó bể ra. Thì sẵn cái trớn mình đi xuống mà, cho nên cái miệng ly phần dưới đó nó đâm thẳng vô trong tay Pháp Hòa, lóc miếng thịt ra. Vô trong bệnh viện mài 6 mũi. Bây giờ lành rồi, nhưng mà cái tay này nó yếu. Ngay chỗ này bây giờ nó cứ giật giật. Có nhiều lúc mình cầm cái nhang mà mình cảm nhận được cái sự run rẩy của nó. Nhiều khi ngồi đọc sách vậy mà mình nó run vậy nè. Những cái chỗ mà mặc dù bây giờ nó lành rồi, mà chỉ là một vết thương nhỏ thôi, mai mấy mũi lần đó, bây giờ nó lành nhưng nó vẫn có cái đau khổ. Từ đó Pháp Hòa nghiệm ra, cái thân nó như vậy, cái tâm hồn nó cũng vậy thôi. Nếu mà mình làm tổn thương cái người thương của mình đó, mà cái người đó có ở lại đi nữa, thì cái sự mà nó không còn sức khỏe như bình thường nữa, nó phải bị tổn giảm. Cho nên cái câu kinh này á, Đức Phật nói cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải nỗ lực. Không có ai hoàn hảo đâu. Mình sống với nhau mà làm sao mà chúng ta là một người, nếu mà chúng ta hoàn hảo hết á, thì chúng ta đâu phải người bình thường, đâu phải người phàm phu. Nhưng mà chúng ta chúng ta chấp nhận người phàm phu, sống với phàm phu, thì chúng ta cũng cố gắng uyển chuyển mình, chỉnh sửa mình để làm sao nó thích hợp, nó ứng hợp. Có nhiều khi trong nhà mình đã nhiều đồ quá, thích chưng cái bình này, thích chưng cái tấm hình kia, cái quý vị làm gì? Quý vị nhích, dời ghế, dời bàn, dời tủ để chi? Để tất cả những món mình thích nó được vô cái nhà mình hết. Hồi sáng này, nhiều lúc bày thức ăn cúng cũng vậy. Trời ơi, có nhiều bữa người ta đem tới, người này chút cúng. Hồi nãy mình sắp rồi, bây giờ nhiều đồ thì phải làm gì? Sắp lại. Nhiều khi mấy chú nói, trời ơi, sao phiền quá, nó không có không? Tu đây nè. Hồi nãy ít thì mình bày rộng rãi, bây giờ nhiều, mình xích hồi nó cũng vô hết. Người mình sống với nhau là vậy đó. Mình sống với nhau là vậy đó. Mình ăn đời ở kiếp với nhau là những chỗ đó đó, chứ không phải cái chuyện gọi là dư dạt đâu. Mà cái quan trọng là làm sao chúng ta biết xê dịch. Không? Trong đạo Phật gọi là biến dịch. Chúng ta biết khéo léo xê dịch dời để làm sao mọi việc nó đi vào đó. Con người mình có hai cái chết. Khi nào mình nhắm mắt mình tắt thở gọi là nhất kỳ sanh tử. Thế nào sẽ có một ngày mình sẽ chết kiểu đó. Nhưng mà trong khi mình chưa chết kiểu đó đó, hằng ngày mình phải tập có một cái chết gọi là biến dịch tử. Biến dịch sanh tử là gì? Hãy chết, phải làm cho những cái xấu mình đã chết đi. Mình phải di dời, mình phải chuyển đổi để con người mình trở thành một con người mới. Còn cái chuyện mà một lúc nào đó mình nhắm mắt, mình tắt thở, mình chết là sẽ có ngày. Nhưng mà nếu đời sống hiện tại đây, những cái dở, những cái của mình mà mình không chuyển đổi, thì mình sống mãi như vậy à? Mình sống mãi là một người dở như vậy sao? Cho nên tu là gì? Tu tập là để làm sao mình chết đi những cái xấu dở của mình, để mình thay đổi con người mình trở lại. Quý vị thấy cái nhà không? Cái nhà mà nó cũ đó, mà lột mấy cái đồ cũ ra hết, rồi mua đồ mới về tân trang lên, sơn phết lại, rửa bụi đèn làm lại hết, cái nhà nó ra làm sao?
sạch sẽ mới toanh là liền, mặc dù nó là nhà cũ. Tu cũng thế thôi. Cái vấn đề là đâu vậy, là cái vấn đề là chúng ta biết lao cái cũ, chùi cái cũ, chỉnh cái cũ, sửa cái cũ. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, trên đời này có bốn dạng người tốt quý. Thứ nhất, người cái gì mà nó đổ vỡ họ biết xây dựng lại. Cái gì mà nó chưa có họ biết tạo dựng. Cho nên cái gì mà nó hư, nó mình chưa có hạnh, giống như mình chưa có lập gia đình nè, còn độc thân cái làm gì biết không? Lập gia đình, nó bắt đầu xây dựng nè. Kêu làm gì đây? Xây dựng gia đình, xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà trong khi mà xây dựng hạnh phúc là nó có trầy, nó có những cái biến đổi. Phải làm gì nữa? Bồi đắp hạnh phúc. Cho nên tất cả cuộc sống của chúng ta là một công trình xây dựng. Mình là những người construction. Mình construct cái hạnh phúc đó, và mình phải biết bảo vệ, và mình biết chỉnh sửa cái nhà mà ở mà không sửa coi nó sẽ hư mục. Cho nên bụi mỗi ngày phải quét, nhà phải lau, mặc dù nhà mới mà phải lau chùi thì nó mới tiếp tục, chứ đâu phải mới rồi bỏ phế. Nhưng mà đừng nghĩ cũ rồi bỏ phế nữa. Nó càng cũ mà biết chùi rửa thì cũng xài được. Trong cuộc đời này nó vậy. Cho nên có bốn thứ đại chúng để ý, gọi là Đức Phật gọi là tứ lưu, có khi đọc là tứ bộc lưu: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu. Mà bốn cái này là bốn cái dòng nó chảy về, mà hay nó hợp tác một mối là nó đẩy cái hạnh phúc mình gãy liền, đổ vỡ liền. Là gì? Do vô minh, do cố chấp, do cái thấy sai lầm dẫn tới nói năng không có đúng, suy nghĩ không đúng, hành động không đúng. Mà sai mà vẫn không biết sai, đó là cố chấp. Mà hãy chấp như vậy thì không bao giờ tiến hóa được. Mà người khác sẽ nhìn mình là một người cố chấp. Mà khi mà họ bỏ phế mình, họ muốn nói gì tới mình nữa đó, nhà Phật gọi là mặt tẩn. Nghĩa là không có còn đếm xỉa tới nữa. Vì người này cố chấp quá, không biết tu sửa, không biết chỉnh sửa. Mặt tẩn đó không phải vì ghét họ, thương xót, nhưng mà phải cho họ bài học, cho họ sự tỉnh ngộ. Vì vậy cho nên trở lại câu chuyện Ngài Châu Lợi Bàn Đặt, người nghĩ mình không thông minh cho nên buồn bã, muốn thôi tu, không muốn tu nữa. Đức Phật kịp thời có mặt và đã chỉ dẫn cho Ngài Châu Lợi Bàn Đặt một cái pháp tu hướng về ánh mặt trời, lao chùi mỗi ngày. Nhưng cuối cùng ông phát hiện ra một điều: cuộc đời là vô thường, có những biến đổi, cho nên sáng ngộ ra. Thì Đức Phật dạy ông bài kệ là cái bài kệ là: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Có cái hòn đảo vững chắc thì không có nước nào có thể ngập tràn được cái hòn đảo đó. Rồi thì hôm nay qua câu kinh Pháp Cú thứ 25, do câu chuyện của Ngài Châu Lợi Bàn Đặt, Pháp Hòa xin chia sẻ thêm với đại chúng, để đại chúng hiểu được câu kinh này và chúng ta ứng dụng được trong đời sống. Vì vậy chúng ta gọi là Pháp Cú. Cú là câu. Chữ Pháp này là chân đế, là lẽ thật. Tiếng Anh dịch là the truth. Cho nên đây là những câu kinh chỉ thẳng nói thật về những cái gì nó liên hệ đến đời sống chúng ta. Cho nên trong nhà Phật ấy, chữ Pháp ấy, quy y Phật, quy y Pháp đó, chữ Pháp nghĩa là lẽ thật, là chân lý, là con đường. Mà chúng ta là người quy y Pháp nghĩa là chúng ta muốn nương trở về lẽ thật, chân lý, con đường để chúng ta sống. Tại vì sống mà không có đường là tiếng Anh gọi là nowhere, rồi phải không? There is a way. Thì cái phương con đường nào để dẫn mình đến an vui hạnh phúc được? Nhờ những cái câu kinh như thế, gọi là cú. Cú là câu, những câu chân lý, những câu nói về lẽ thật và chỉ cho mình một con đường.
Ở trong Phật giáo đó, chúng ta có một cái từ là tinh tấn và giải đãi. Giải đãi có nghĩa là cái sự giả dụi của thân và tâm. Khi mà mình mệt mỏi thân á, thì tự nhiên người mình nó uể oải, nó không muốn làm gì hết, phải không? Và nếu như một hôm nào tâm hồn mình uể oải thì cái thân mình nó cũng có muốn làm gì không? Cũng không. Mà nếu mà mình chỉ mệt ở cái thân thôi thì cái tâm nó cũng nghe theo. Và ngược lại, cái tâm mình nó mệt thì cái thân nó cũng nghe theo. Cho nên hai cái đó ít khi nào thân nó mệt mà tâm nó muốn làm lắm. Thường thường là thân mệt rồi là tâm nó cũng muốn nghỉ. Và đặc biệt mà tâm mà mệt rồi thì thân nó còn muốn nghỉ nhiều hơn nữa. Tại vì cái khổ tâm á, nó khổ hơn là khổ thân. Vì vậy cho nên á, mình tu á, mình học Phật, mình nghe Pháp á, để mình nhận ra. Mình nhận ra những cái lúc cái tâm mình nó lười biếng, nó uể oải, nó giả dụi, nó muốn lui sụp. Thì cái đó gọi là giả dụi hôn trầm. Có nhiều khi mình tu, mình cũng muốn ngồi thiền lắm, mình cũng muốn ngồi tụng kinh niệm Phật lắm, nhưng mà hễ mỗi lần mà mình dính vào cái này cái bắt đầu nó buồn ngủ, phải không? Mà đặc biệt á, là khi mà chúng ta không có chuẩn bị những cái tư thế, vì mình biết cái tập nghiệp của mình, mỗi người tu mình phải biết tập nghiệp của mình. Có nhiều người cái tập nghiệp là dễ buồn ngủ, có nhiều người cái tập nghiệp là dễ nản lòng. Có ai ở đây mà tu mà hay chán? Thí dụ như cái gì cũng thích làm nhưng mà không có gì làm bền hết á. Cái gì cũng muốn làm mà không có làm cái gì bền thì tu cũng là một, rồi lâu ngày nó cũng rơi vào trong cái trạng thái như vậy. Cho nên một trong năm cái chướng: tham, sân và hôn trầm, tức là giả dụi, nó làm cho mình mệt mỏi, không có muốn làm gì hết đó. Nó cũng là một trong những cái chướng. Đừng có nói chi chuyện tu, chuyện cuộc sống của mình thôi. Có nhiều bữa đi làm về việc một đống mà như không muốn làm gì hết. Thì một ngày như vậy, hai ngày như vậy, cho nên cái nhà mình nó tùm lum đồ hết. Mà người ta vô tới nói trời sao chị không dọn dẹp, tôi không có thời gian. Hay là thậm chí mình mới nói là tại sao anh không dọn dẹp, mình nói giờ nó bừa bãi quá, mình cũng vẫn chẳng biết là phải bắt đầu từ đâu. Cho nên đó, nếu mình muốn dẹp cái nhà, đừng có quan tâm mấy cái tổng thể. Mình nhìn mình quải lắm, ngó một góc thôi, ngó một góc để chỉnh cái góc đó trước, sạch cái góc đó rồi cái mình thấy năng lượng sạch sẽ chỗ đó rồi cái nó boost up, nó làm cho mình muốn move tới và clean cái góc thứ hai. Còn nếu mình nhìn tổng thể một cái nhà, mệt mỏi lắm. Tu hành cũng vậy. Nếu mình nhìn nó tổng thể, tôi thấy giờ mấy người đi chùa ai cũng hung dữ hết, cái không muốn tu. Tôi thấy giờ tu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, cái là mình cũng lui hết. Giờ mình nhìn góc thôi. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Nghe không? Người nào mà người ta xấu có người chứ đâu phải quơ hết như vậy, cái tự nhiên mình tinh tiến. Còn nếu mình nhìn tổng thể, giờ tu hành giống nhau hết, cái là sao? Mình lui. Mình chớ tức là mình không nên lấy cái bất thiện pháp của người làm cái bất thiện pháp cho mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là mình thấy một cái người đó họ tụng kinh, trời ơi tụng kinh dữ dội lắm, mà buông ra đó tham sân si dẫy đầy, thì mình mới nói tôi thấy cái anh đó ảnh tụng kinh dữ lắm, tu dữ lắm mà anh có được gì đâu, bởi tôi thà tôi không tụng. Như vậy là mình lấy cái bất thiện pháp của người ta, mình làm cái bất thiện pháp cho mình. Lẽ ra mình ngược lại mình phải thấy sao? Tôi thấy cái anh đó như vậy, cái chị đó như vậy, cho nên tôi nói với tôi phải khác hơn cái người đó, để chấn chỉnh lại cái hình thức của người tu đạo. Phải như vậy mới được. Còn không thì mình bị cái gì? Mình bị cái giả dụi đó. Giả dụi từ tâm, mình thấy người khác làm mà mình đã giả dụi rồi. Cái giả dụi ở đây nhiều khi không phải là mệt mỏi nữa, mà chính mình chán chường. Mình chán chường những cái hình ảnh của những người như vậy, nó làm cho mình lui sụp. Có không? Nếu như mà cái người tại gia đã như vậy, mà gặp cái người tại gia
người xuất gia mình còn chán hơn nữa. Bởi mình expect, mình expect là cái người xuất gia phải hơn như thế. Mà nếu người xuất gia họ không được như vậy thì mình lại lui sụp. Có nhiều người hồi trước cũng là Phật tử chứ, nhưng mà lỡ xui gặp một người xuất gia không có được trọn vẹn, từ đó về sau họ sao? Không phải thối nữa, tróc bồ đề rồi. Họ tróc luôn chứ thối gì. Nếu mà cái cây mà nó còn nằm đó mà nó thối, nếu ai mà gặp nó mà tỉa mà gọt rồi không chừng cứu vãn được chút, còn này là tróc gốc bồ đề luôn. Có không? À, thành thử ra Phật đã nhắc cho chúng ta biết, có nhiều khi không phải là mình giả dưỡi ở trong con người mình do mệt mỏi gì. Cho nên á, cái sự tu hành của mình á, nó cần mình có một cái tuệ để mình sáng soi. Mình thấy ai dở, đừng có lấy cái dở đó mà lui sụp phần mình. Quý vị phải để ý cái đó. Mà đa số bây giờ mình bị cái đó, thấy cái tệ, cái xấu của người mà tự mình lui mình, đâu có đúng. Thí dụ như bây giờ không lẽ con mình nó nói má, con thấy anh hai con á, ảnh đi chơi hoài, anh không có chịu học hành vậy, bởi con bắt chước luôn. Thì mình nói là sao? Anh hai con như vậy, con phải thấy cái gương anh con như vậy mà con phải học giỏi hơn. Tức là mình tìm mọi cách, mình khuyên con mình đừng có thấy cái dở của người mà lui sụp mình. Nhưng chính mình trên con đường tu đạo của mình đã thấy cái dở của người mà mình tự mình lui sụp chính mình. Mình thấy người ta tụng kinh mà người ta không hành, mình bỏ tụng luôn. Mình nói tôi thấy cái người đó tụng nhiều quá mà chẳng có hành gì hết, bởi tôi đâu, thà tôi không tụng. Thà tôi thấy cái người đó ăn chay đi chùa mà hôn dữ quá, thà tôi không tụng. Rốt cuộc rồi biết bao nhiêu những cái đẹp, cái lành, cái thiện của người xung quanh mà mình không thấy. Ít khi nào mình nói tôi thấy cái người đó tu quá bởi tôi tu theo. Họ ít lắm. Tại sao biết không? Bởi vì cái tâm thứ ba, cái tâm thứ tư nó có mặt với mình, đó là buông lung. Buông lung là gì? Tức là mình lung tình mặc ý, buông thả những cái dòng tư tưởng mà mình không kềm chế nó. Đâu phải mà cái buông lung là cái mà mình buông xuôi tất cả mà mình không có cố gắng, mình nỗ lực. Cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên mình đừng có mình mà thường thường á, quý vị biết không, ma nó có 4 loại: thiên ma, ngũ ấm ma, tử ma, phiền não ma. Mà chính cái thiên ma đó là con ma mà nó có những cái lời nói, nó nói với mình, nó có cách nó nói với mình để mình lui sụp trên cái con đường tu hành của mình. Cho nên á, mình thấy cái dở của người thì không phải là cái đối tượng để chúng ta quán chiếu mà lui sụp. Mà nếu nói đúng hơn là quán chiếu để tiến tu, chứ không phải quán chiếu để lui sụp. Tu thiền chưa? Tu thiền rồi. Tuệ giác chưa? Có tuệ giác rồi. Tại sao mình thấy cái dở của người ta lại đẩy lùi mình là mình trật rồi? Cũng giống như trong một bài kinh Đức Phật nói, chúng sanh mình cứ lấy cái bất thiện của người khác làm cái bất thiện của mình vậy. Tôi thấy, tôi đi, tôi gặp nó, tôi chào. Tôi chào nó không chào lại, tôi ghét nữa, lần sau tôi đâu có chào nữa. Rõ ràng không? Người ta không chào mình, đó là cái lỗi của người ta. Còn cái thiện ở nơi mình là gặp người là chào. Thế tại sao mình vì người khác không chào mình rồi mình ghét, mình không chào theo? Nó mình sai rồi. Phải tỉnh cái chỗ đó, không để nó lầm cái mê cái chỗ đó nữa. Có nhiều khi chồng làm sai, vợ tức quá làm theo, để gọi với cái mục đích là gì? Trả thù. Anh làm như thế, tôi cũng làm như thế. Nhưng mà xin thưa, mình làm nhưng mà mình không có tỉnh giác, cho nên mình làm xong cái mình mê, mình ghiền luôn. Rốt cuộc mình quay là không được. Vì mình nghĩ rằng mình mới đầu mà tôi làm để cho ông tức. Nhưng mà người ta đã không quan tâm thì người ta đâu có tức. Bây giờ mình bắt đầu mới tức này, biết không? Tức gì? Từ cái dở này mình qua cái dở kia. Cho nên không phải là mình chưa phải là cái người tu chứng, hay là mình chưa phải là cái người có cái đạo lực thâm,
thì không thể nào thấy người ta làm điều đó rồi mình làm theo để gọi là sáng soi tỉnh mộng cho người ta được, nếu mình chưa phải là cái người có thể tự điều phục mình được. Trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện, như có một cái người đó họ đặt một cái điểm tới của họ, nhưng mà rồi trên đường đi á, họ ghé thấy chỗ này hát xiệt họ cũng tập vô một chút, thấy chỗ kia đánh ghen họ cũng tập một chút, thấy chỗ nọ đánh bài họ cũng tập một chút. Ghé rồi thì mới đầu không có nhiều đâu, mỗi chỗ có 5 phút thôi, nhưng mà nó lúc hết giờ. Mình có bị vậy không? Có. Chỗ này mình ghé một chút, chỗ kia mình ké một chút, riết nó đầy tay. Mà nó đầy tay rồi thì nó cũng đầy tâm. Cái gì cũng vậy hả? Đầy tay, đầy mắt là đầy tâm. Mà đầy tâm mà rốt cuộc kiểm lại là tâm gì? Toàn là tâm phiền não. Kể xong câu chuyện đó rồi thì Đức Phật nói chúng ta cũng y như vậy. Mỗi ngày chúng ta cứ ké, mắt ké một chút, tai ké một chút, mũi ké một chút, ké riết thân tâm mình nó mệt mỏi vô cùng. Bị mình nghe đủ thứ hết. Mà quý vị thấy một cái xã hội mà nó quá nhiều thành phần chúng sanh, không? Quá trời chúng sanh. Thôi đừng có nói chúng sanh đâu xa, nội cái chúng sanh trong lòng mình nè. Tim gan phèo phổi mà nó có bữa nào nó hợp tác với mình trọn vẹn đâu. Bữa thì đau bụng, bữa thì đau tim, bữa thì đau răng. Đó, nhiều mấy cái chúng sanh này mà nó còn hành hoành hành mình khổ nè. Hỏi sáng nay bác làm gì? Hẹn làm răng. Chiều bác làm gì? Hẹn làm tóc. Tôi bác hẹn gì? Hẹn uống thuốc. Tôi nói hẹn bác sĩ cả ngày, cả tháng, cả năm. Đó, quý vị thấy không? Thân mình nó cũng ké chỗ này chút. Thì thế thì mình biết chúng sanh ở trong này nó còn hoành hành thì hà huống những chúng sanh ở bên ngoài, họ có để mình yên đâu. Cho nên cái quan trọng là mình tự phải thấy mình đang đi trên cái lộ trình gì, vào tới điểm của mình là đi đâu. Chỗ nào đáng thì mới ghé, còn chỗ nào không đáng thì không ghé. Ở đây nè, cái vùng Nam Cali này có hàng ngàn cái nhà hàng, mình có ăn hết đâu. Nhưng mình chỉ ghé một số nào thôi, chứ mình có ghé được hết mỗi cái nhà hàng đâu. Cũng như thế, hàng ngàn chuyện thị phi mỗi ngày, sao mình nghe cho hết? Mà nghe mấy chục năm rồi thấy được cái gì? Đâu có được gì đâu. Ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng? Mình quên hết cả những ngày vui xinh xắn, mình quên cả nắng vàng có gió mát bao la, chỉ vì hai chữ thị phi mà ta đành phải bỏ qua. Rồi cứ thế la cà trong một kiếp. Rốt cuộc mình hỏi mình, ta còn để lại gì chăng? Mình không có để gì hết, ngoài một số những cái phiền muộn mà chính mình để lại những hình ảnh. Mình tu cả đời không được gì hết, cho nên sau này con mình không tu theo mình được. Hồi nãy có một câu hỏi mà Hòa chưa trả lời đó, sẵn cái chỗ này Hòa trả lời đó luôn. Bây giờ chúng con phải tu như thế nào để mà các con cháu của con thấy để mà tu theo? Tuy con mình không nói với mình, nhưng mà trong âm thầm theo dõi mình tu đó. Cái quá trình mình đi chùa làm sao đó, nhiều khi nó đi làm về là nó nghe mình rồi. Bà nói như vậy đó hả? Thế này thế kia, nó nói rồi. Bà Tám gặp bà Tám rưỡi rồi. Chuyện này mỗi ngày mình cứ phải nói phone, rồi cái cách mình, bạn bè mình ngồi mình nói chuyện với nhau, những chuyện này chuyện nọ nó thấy hết á. Nó thấy, nó biết hết á. Cho nên, nhưng mà nó không nói gì hết, và nó cũng chẳng đi. Nó thấy mình đi nhưng mà không được gì hết, thì thôi thà nó không đi để nó khỏi phiền. Rồi mình truyền được cái gì cho con, mình để lại được cái gì cho cháu. Cái này không có tội lỗi gì cả, nhưng mà mình tu thì mình phải thấy thôi à. Mình tu là mình phải thấy là cái gì gọi là giả dưỡi. Không phải chỉ ở một vấn đề mà chính chúng ta đã không, mà mặc dù chúng ta học giáo lý rất là nhiều, là chúng ta luôn luôn phải build up cho mình, phải xây dựng cho mình có một cái thành trì của chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy đúng. Nhưng mà chính chúng ta không thấy nó đúng cái con đường mà chúng ta phải đi. Đặt một câu hỏi cho chính mình, đi chùa để làm gì? Tu để làm gì?
đặt những câu hỏi đó như một đề án, như như là một cái công án cho mình để mình tu. Để rồi lỡ thí dụ như mình lỡ mình ghé chỗ thị phi, chỗ không đúng, cái mình thấy cái câu đó nó ngoắt mình trở lại. Được như vậy á thì cái tâm giả dự của mình nó không có đủ sức để nó hoàn thành mình. Nó là cái con, nó là cái bất thiện, nó là cái nghiệp chướng mà nó chướng ngại mình. Nó có trong người mình chứ không phải là không. Và nó có quyền, bởi vì nó là con vi trùng ở trong người mình. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta có thuốc. Chúng ta có thuốc để chúng ta trị nó, chứ không phải là chúng ta không có thuốc. Mà cái thuốc của chúng ta là phải chánh kiến, là phải, và đồng thời không bao giờ nhìn những cái dở của người khác mà đánh lui sụp mình trên cái con đường tu niệm của mình. Như vậy thì mình mới gọi là người sáng biết, và người lúc nào cũng nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Hôm trước Pháp Hòa có nói không phải chữ trừ phiền não, mà là chư phiền não. Phiền não hằng hà, hằng hà sa số. Không khéo là chỉ cần ngồi đây chật chật chút chút về là cũng phiền não. Chỗ chật mà ngồi chẳng hán. nó nhỏ nhỏ vậy thôi mà cứ lúc nào nó cũng chút chút. Mà quý vị để ý mà không khéo là cái tâm mình mỗi ngày nó cứ ghé chút chút vậy đó. Mình thấy người ta để cái đồ đó thì thôi bây giờ mỗi người tới đây làm việc, người ta cũng làm, nhưng mà người ta cũng làm công quả. Nhưng mà người ta làm, nhưng mà người ta thiếu cái khéo là người ta gọn. Thì giờ mình tới đây mình công quả phải không? Thì mình làm công quả là dọn cái không gọn. Nhưng mà rồi cái người mà người ta để đồ xong mình gọn quá, mình cất cái người ta kiếm không có, người ta cũng phiền. Thành thử đắp đổi phiền não cho nhau. Nếu mà nó muốn giúp nhau tu á, cái gì cũng giúp được hết á. Mà nếu muốn trách với nhau rồi, chuyện gì cũng có chuyện để nói. Tôi để đây được rồi, bà dọn của tôi làm chi? Bà để bừa tụi tôi phải dọn, bà để cho tôi kiếm chứ. Rồi cái lần sau mà kiếm không ra nữa thì đem cái khác vô mà giấu. Để tên vô, kiếm bịch ni lông cất. Tới khi tôi vô làm, tôi đem ra tôi làm. Rồi rốt cuộc mình tạo, tự mình mỗi người tạo cho mình một cái khó khăn trong vấn đề tu hành. Phước đâu không thấy, mà phiền não nó chút chút. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc để cho đại chúng thấy những cái điểm đó. Rồi nếu mà lỡ chúng ta dính nào đó thì chúng ta phải tự chúng ta chuyển hóa, chứ còn không ai làm gì được mình đâu. Nhiều khi thầy trụ trì thầy biết hết mà thầy có dám nói gì đâu. Nói mất làm sao. Cho nên bây giờ mình rồi bây giờ trong cuộc sống của mình á, cái này á, không phải chỉ trong chùa mà ngay cả ở trong hãng mình làm, trong chỗ mình làm và ngay trong gia đình của mình, ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chứ không phải là chỉ nói ví dụ một cái để rồi chúng ta thấu những cái khác, chứ không có gì hết. Không thể nào thấy một cái người em của mình nó dở rồi mình dở theo. Thấy em mình nó phung phí rồi mình phung phí theo. Đó là cái chuyện tu nó là như vậy. Cho nên năm cái chướng mà quý vị hay nói đó: tham, sân, hôn trầm, buông lung. Buông lung tức là buông lung tình mặc ý, để cho nó muốn làm gì nó làm, nó muốn đi đâu nó đi, mà không có giờ để kiểm thúc nó lại. Quý vị thấy trong cuộc sống hàng ngày, lâu lâu mình mới có một người thân mất. Ví dụ như thỉnh mình phải chuộc đời mình mà ai không có trải qua những cái chuyện gọi là mẹ mất, cha mất, bà con quyến thuộc mình mất, thì cứ mỗi một lần người nào mất thì mình phải để tang. Mà hễ chữ tang là nó đi liền với chữ chế, gọi là tang chế. Chế cái gì? Chế phục bớt những cái xe xua, những cái màu mè của hàng ngày. Thí dụ thường ngày mình đi đâu cũng áo đỏ, áo cam, áo vàng, áo gì đó. Hễ mà đám tang, trong thời gian có tang chế là mặc đồ tối. Chế cái đó lại. Tuần nào mình cũng đi tiệc hết, cái thời gian cư tang chế không đi. Thật ra thỉnh thoảng nó cũng phải có những cái nó thúc liễm. Cho nên đối với Pháp Hòa, thí dụ như quý vị thì đang đi trên đường vậy nè,
lái ao 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 vậy đó. Tự nhiên có đằng kia chớp chớp chớp, cái tự nhiên thắng lại bớt. Vậy thì cái đèn của ông cảnh sát ở đằng trước á, nó có công năng giật mình lại, nó có cái công năng kéo mình lại bớt. Thôi là mình cứ phóng. Rồi mình đang lái, mình lái ẩu, cái người kia có một mình mà dám nhào vô cái cà phua, hay là đang ở trong cái con đường cà phua mà đường nó không có cho ra mà đi ra, là cảnh sát ảnh nhảy ra liền. Mà anh mình thấy người khác bị phạt cái tự nhiên mình khúm núm lại liền. Hồi nhỏ đi học cũng vậy, gì thấy đứa trước lên trả bài mà ổng thuộc mà nó đưa tay ra chát chát ở dưới là mình mở tập mình học muốn chết. Có phải không? Như vậy thì thưa đại chúng là thấy những cái đối với Pháp Hòa đó, Pháp Hòa hay quán chiếu mày cái đó để mà mình làm cái bài học tu cho mình. Bước ra cái cửa này mà đi nhầm cái ban ngày trời sáng rực là mình không bao giờ để ý đâu. Nhưng mà hãy mở cái cửa đó ra mà đèn không có, bắt đầu làm sao? Dịnh, đi từng bước, ngó cho kỹ, không thể té chết làm sao? Cũng như vậy, thỉnh thoảng chúng ta hãy đi và tu bằng cái cách đó. Hãy gặp khó khăn thì không ai mà không dừng lại để nhìn lại. Có phải không? Nếu mà đường quang đãng trời sáng là bắt đầu mình phóng, mông lung, phóng túng, tùm lum hết. Cho nên thỉnh thoảng tới những cái con đường, mình mà chỗ nào mình biết đường ngọn cái nha, trời ơi mình chạy bất kể. Mà chỗ nào không biết đường là thắng nhìn, thắng nhìn, thắng nhìn. Đó. Thì những cái lúc như vậy thì mình sẽ tự thấy, ồ, nó không khác gì người tu hết à. Thỉnh thoảng có những khó khăn cũng tốt, tại nhờ như vậy mình biết nhìn lại mình. Thỉnh thoảng có người chạy vô báo cáo, có người đồn chuyện này chuyện kia, để mình nhìn lại coi người ta đồn đúng hay đồn sai. Chứ không thôi là mình cứ như là cái con ngựa mình cởi mà mình không bao giờ biết dừng là thắng cương. Tốt lắm. Đi đường mà nếu mà đường nó không có ổ gà cái là mình đâu có lái chậm. Nhờ có con đường đó nó có những cái đường hầm hố cho nên mình đi từ từ. Cuộc sống của mình nó đời và đạo nó không có xa. Mình sống đời như thế nào, mình sống đạo như thế đó. Có nhiều Phật tử mới nói, con muốn ăn chay mà con không biết nấu chay. Pháp Hòa hỏi, biết nấu mặn không? Dạ biết, nấu giỏi lắm. Bây giờ Hòa chỉ nấu chay. Chỉ cần nấu mặn như thế nào thì mình nấu chay như thế đó. Chỉ đổi thôi. Ví dụ cái đó mình để thịt thì mình để đậu hũ. Cái này mình để nước mắm thì giờ mình để muối. Nó đổi một chút vậy thôi là ngon y chang. Và có nhiều vị mới nói bây giờ là áp dụng cái công thức đó của thầy giờ nấu ngon. Hồi trước mình nghĩ là nấu chay là cái gì khó lắm. Hơn thí dụ như quý vị hầm xương, bây giờ hầm củ, hầm rau, lấy nước, táo, mấy cái trái táo đó mình nấu mình lấy nước ngon lắm. Thành thử ra mình phải làm sao mà chan hòa. Và thậm chí trong nhà mình có táo nhiều quá mà mình không biết làm gì uống đi, mình sẽ biết cách làm nấu nước uống, nấu nước ngọt làm canh. Cũng như vậy, không phải là mình phải chạy ra chợ mua vài cái củ sắn về mới có được một nồi nước lèo, mà mình có thể dùng những cái cây mía khô, hay là những cái dates, những cái trái sung, trái phít mà khô vẫn nấu nước ngọt được hết, hay là trái táo mật, vân vân. Còn lúc mà gặp có khách mà đến nhà bất tử mà ăn, mà bây giờ muốn nấu cho người ta miếng mì nước mà nấu nước ngọt, thay vì hầm nước không cần, sắc củ sắn nhỏ ra thả vô nấu luôn, ra nước ngọt mau lẹ mà có rau củ trên tô mì, vừa ngon vừa nhanh và đẹp mắt. Tu là như vậy thôi chứ có gì lạ đâu. Đơn giản vô cùng. Is there any young friends here? Mình có cần nói tiếng Anh không? Do we need English? Okay. Bây giờ quý vị cho Hòa xin vài phút nha. Tại tội nghiệp mấy em nó ngồi nó nhìn Pháp Hòa đắm đuối quá. My young friends, today I am very happy to back to this California to visit
all the Vietnamese Buddhist community. And I always feel happy and cozy and very warm welcome from all of you. And this is my last activity for this trip, because tomorrow I will back to Canada after 4 days in California, and we work from 8 a.m. until, you know, midnight. And today is my last talk at this Hiền Như temple. And what I just share is something very basic that you still can apply in your daily life. When you have you ever feel boring sometimes in your daily life, that you don't want to do anything, even you don't want to do homework, school, or your friends call you out, you want to do nothing, because every time you feel that way, you know that is one of the negative feelings in each of us. And there is nothing wrong to have that, but this is the light to shine back. Whenever that happened in you, you used, why is that? Because you have seen many negative image, pictures, people around you. That's why it's blocked you up. Let's say when you go to school, you see a friend who doesn't do his homework. He just quit school and he, you know, hang around with friends. You may like that way. But remember, if you take that as the object for you to meditate and do the same, and that is the mistake. It's the wrong. It's not the correct way to change ourselves. In the Buddhist practice, we used to say tu. Tu means adjust. Tu means you correct and fix yourself. So don't ever see someone's negative and take that negative become the object for you to learn. Yes, you can learn, but what do you learn? You learn that you will not do the same. When you see someone doing good, you still learn and take that as an object for you to meditate on and make the commitment, I vow to do the same. When you see the wrong, you will learn not to do the same. When you see people smoke, you don't like smoking, then you tell yourself smoking is unhealthy. So therefore, the practice here, you may see this kind of things are in your daily life. There are a lot of people, they can talk a lot, but they won't do what they talk. They more philosophy than what they're supposed to do. Just take that, just accept it, but we know what we should take and learn. Never ever take the negatives, the mistakes from order, and we refuse what we're supposed to do, or we step one, we push ourselves back to life. When you go to the temple, sometimes you see there is a bodhisattva. He holds a metal stick. And people used to think, oh, this is a Địa Tạng Bồ Tát, he stay in the hell. This bodhisattva, he stay in hell waiting for people there. Hell is the feeling when you have no energy to live. So whenever you have no energy to move yourself, you have no energy in your good intent, that is hell. So hell, you don't have to wait until you die to go to hell. But you should know that hell is the feeling, a negative feelings within you. So do you have that stick? What is that stick symbolized for? Your strong intent, your strength. And you have the commitment to move, to break the door of that hell in order to move yourself out of the hell. People have the right to bring you to hell by the way they treat you, by the way they behave, by the way they talk. They try to insist you into their hell, because right in the moment they're angry, they already live in the condition of hell. And they also want to bring you into that kind of environment. But you have to have the insight. That's why he holds something like a jade, a pure, look like fire right on his hand.
That is symbolized for the light. You have to shine the light into that hell, and you have to use that metal stick to break that door and run away from that. You run doesn't mean run here, doesn't mean you do something. You just aware. Once you have enough awareness in you, no one can do anything. Nothing can do you. That's why the five trainings we use to remind you. Aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to condone any act of killing, not to encourage any act of killing, even in the way of my thinking or in my way of living. Sometimes you don't kill, but every time you get angry, you say, I'm going to kill you. Even you don't do it. But every single time you raise that kind of negative in you, you add up the negative feelings, environment into yourself. So the practicing Buddhism is the practicing shining the light into our daily activities, especially the negative things. And try not to allow the negatives to have a chance to raise. Because in each of us, we have both seeds. Seeds of love and the seeds of hate. Right? We have negatives, but we also have positives. And the practicing here is recognize the positive and try to water them as much as we can. That's why we like to see something good, something nice, something beauty, in order to water the positive within us. Is that help you to see about the practice? Okay. So thank you for your listening. Thank you for your coming. Giờ mình giải quyết vài câu hỏi nha. Kính thầy, chồng con mất được 6 tháng, theo thói quen đi thưa về trình. Vậy con có nên kêu như trước không? Cái này phải hỏi chú chứ cô hỏi Pháp Hòa sao Pháp Hòa biết. Ngày thường ý nó là lúc chồng còn sống đó, mỗi ngày đi thưa về trình với chồng. Bây giờ chồng mất rồi, mình có cần làm việc đó hay không? Tùy theo cái tâm niệm làm của mình. Ví dụ như bây giờ chú mất lâu rồi, nhưng mà cô vẫn làm như vậy, cũng là một cái ý niệm tốt, là để nhắc nhở mình không đi xa hơn cái bổn phận của mình, cũng là một cái điều tốt thôi. Đừng có sợ là mình kêu vậy ổng ở đâu đó ổng ừ cái bây giờ mình, hoặc là mình đổi hướng cũng được. Hồi xưa mình đi thưa về trình với chồng, bây giờ chồng mất rồi mình đi thưa về trình với Phật. Quý vị thấy quý thầy, trước khi ra khỏi chùa, đi đâu xa tới xá Phật một cái, đi về xá Phật một cái, cũng hình thức đi thưa về trình. Pháp Hòa có một thầy quen ở chùa thì Đức Quan Âm nằm bên hông, thì mỗi lần thầy đi ra là thấy xe đi ngang Đức Quan Âm. Mỗi lần thầy đi ngang thấy dừng lại, thấy quay cửa kính xuống, nghe thầy xá Quan Âm cái. Rồi đi về thấy đậu xe thầy xá, cái con bữa qua ngồi chung cái thầy mới nói: "Tôi xá riết cái tôi quen rồi. Là tôi có cảm giác như là tôi thưa bà Quan Âm tôi đi." Thầy đùa thôi, nhưng mà ở đó là một cái ý niệm tốt. Phải không? Thành thử ra mình á, không hẳn là vấn đề đi thưa về trịnh đây không có là mình sợ sệt ai. Nhưng mà đó là một cái tâm niệm là thiện lành. Mình đi thì mình thưa, mình về thì mình trịnh. Nhiều khi cha mẹ mình đi mình cũng thưa cũng trịnh. Thì mình có chồng thì mình trịnh thưa với chồng. Bây giờ không có, mình trịnh thưa với Phật. Mà bảo đảm trịnh thưa với Phật là khỏi thay đổi gì nữa hết. Tại vì Phật ngồi đó forever. Thì mình thưa luôn cho nó tiện. Con nghe nói trì chú Đại Bi không được ăn tỏi.
Nếu ăn tỏi thì không linh, không linh nghiệm á. Con xin hỏi những tượng Đức Phật Thích Ca trên đầu Ngài là tóc hay nón? Ngày xưa Ngài đi giảng có cạo tóc không? Nếu mà là Phật Việt Nam á, thì có cạo tại vì có nón lá. Bây giờ mình giải quyết câu thứ nhất. Tụng chú Đại Bi không được ăn tỏi. Vậy thì các chú khác được ăn đúng không? Thưa đại chúng, là cái nguyên thủy không ăn hành tỏi ngũ tân nó không có nằm trong cái nguyên thủy truyền thống của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực là ai cúng gì ăn nấy. Đồng thời là người Ấn Độ họ ăn rất là nhiều cái gia vị. Thậm chí là củ hành trắng, một cái món đó thôi, củ hành trắng mà xào chung với cà ri là thành món ăn rồi đó. Thì cho nên cái vấn đề mà cử kiêng mấy cái này là chỉ là cái khởi điểm từ Trung Hoa, do các tổ Trung Quốc đề xướng, chứ nó không nằm trong nguyên thủy của Phật giáo. Và tại sao các ngài phải đề xướng cái chuyện không ăn tỏi? Là bởi vì theo kinh nghiệm của các ngài, hình như Pháp Hòa trả lời câu hỏi này rồi, đâu đây, cách đây mấy ngày đó. Theo kinh nghiệm của các ngài là mình ăn tỏi thì trong đó nó có cái chất kích thích nhiều, và đồng thời mình hôi. Phải không? Người mình hôi, bình thường là đã mồ hôi rồi. Có ai kêu mồ thơm đâu. Bình thường là đã mồ hôi rồi. Mà nếu mình ăn nhiều cái chất tỏi hành thì cái mồ hôi mình nó tăng trưởng, tức là double hôi. Mà nói theo dễ hiểu là double shot. Còn đi vô mua cà phê là cứ double double. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là ăn mà không trì được. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói mà không có cho mình biết một cái gì đó thì mình không có thấy là cái sự quan trọng. Cho nên các tổ nói ăn tụng kinh không linh, chư thiên không dám tới gần. Thì thôi bây giờ ở đây Pháp Hòa không có nói là nên hay không nên. Nhưng mà nếu quý vị có ăn thì giảm chế. Tại vì nó là chất nồng. Mà nếu có ăn để vì trị bệnh thì không sao. Ăn vì trị bệnh thì không sao. Hoặc là mình hoàn toàn không ăn. Nhưng ở trong thức ăn, thí dụ như mình ăn pizza thì cái sauce nó có một chút, ăn không sao. Miễn là mình đừng có quá nhiều để rồi nó nồng hôi thì không nên thôi. Chứ còn thật sự nếu mà nói là ăn tỏi mà tụng Đại Bi không linh á, thì ăn thịt không lẽ linh? Bây giờ thịt với tỏi nào hơn? Tỏi chỉ là rau, thịt là sinh mạng. Mà nếu ăn tỏi không được tụng Đại Bi thì chẳng lẽ ăn gà được tụng Đại Bi? Phải không? Thành thử cái này nó chưa có ly lắm. Và cũng đừng nghĩ rằng ăn thịt là không được tụng kinh. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện ăn là chuyện mình bình thường trong cuộc sống, vì mình chưa phải là những người phát nguyện ăn chay trường. Mình là những người còn tu trong cái thời điểm ăn chay kỳ. Thì mình ăn chay kỳ là mình cứ ăn, còn mình tụng kinh mỗi ngày là cứ tụng. Chứ không phải vì cái chuyện mình ăn chay mới được tụng kinh, còn ăn mặn không được tụng kinh. Nếu mà như vậy thì chắc chắn rằng mình chẳng tu được mấy ngày cả. Tại có nhiều khi tháng có 2 ngày chay à. Vậy thì 28 ngày còn lại không tụng kinh sao? Thì nếu quý vị đừng có lầm cái chỗ đó. Ăn chỉ là cái chuyện ăn, không dính dáng gì chuyện tu. Nếu mà ăn chay trường mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày mà tham sân si chưa giảm, thì nó cũng có lợi ích gì đâu. Phải không? Nhưng mà thành thử ra cái vấn đề ở đây là mình tụng thì mình cứ tụng. Còn cái ăn được hay không là tùy cơ thể của mình. Nếu mình ăn được thì mình ăn, ăn không được thì thôi. Mà ăn không được thì cũng chẳng chê cười gì người ta ăn. Mà nếu ai ăn thì nhớ là vì nó nồng và cái chất kích thích tố nó nặng, cho nên chúng ta tiết giảm thế thôi. Còn nói là tượng Phật quý vị thấy cục đen vậy đó. Cái đó là tóc của Phật. Ngày xưa khi Đức Phật tu á, Đức Phật vẫn cạo tóc như thường. Nhưng mà bởi vì khi người ta tạc tượng Phật á,
thì người ta muốn nói lên đầy đủ cả 32 tướng của Phật, nhưng mà làm sao diễn tả đủ hết 32 tướng trên một cái tượng quá hạn hẹp. Thì bây giờ những cái gì mà người ta có thể tạo lên cái đẹp của bức tượng thì người ta phải làm. Ví dụ cái gì thấy được, tóc có thể thấy được, lỗ tai thấy được, lỗ mũi thấy được, môi thấy được, cánh tay thì không được, tại vì trong kinh đó là cánh tay Phật dài, thì bây giờ cũng phải làm sao tương xứng chứ, không lẽ Phật ngồi về rồi cái tay thòng xác đó, rồi mình nói cái tượng kỳ. Trong kinh đó là Phật, cái tướng đẹp của Phật, một trong những tướng đẹp là Phật có 40 cái răng. Không lẽ bây giờ tạo một cái tượng Phật làm 40 cái răng cho Phật nhăn ra về mình đếm, phải không? Thành ra cái tướng răng là không thể làm. Thì bây giờ chỉ có thể làm được cái tướng môi thôi. Tức là rồi trong kinh đó là Đức Phật là lòng bằng chân Phật là bằng, trừ trường hợp là khi nào người ta làm cái tượng ngồi xếp bằng mà có ló cái chân lên thì mới làm được một cái chân bằng. Tức là Phật có 32 tướng đẹp, thì người ta cố gắng người ta làm cái gì đẹp nhất trên có thể trên cơ thể, thì trong đó có cái tướng tóc. Tướng tóc của Phật á, là xoắn về bên tay phải. Chứ còn dĩ nhiên là lúc Phật tu là Phật cao đầu chứ. Nhưng mà bây giờ làm tượng Phật thì làm cái tướng phủi tóc đi nữa thì mình không nói lên được. Mình giảm đi một cái tướng đẹp của Phật. Cho nên người ta để tóc chứ chẳng phải là nón. Trong này hỏi gì? Tượng Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? Ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Dạ nếu có chỗ cạo thì ngài sẽ cạo. Không có thể nào mà Phật biểu các thầy cạo tóc mà ngài lại để tóc, đúng không? Thành ra ngài cũng cạo, mà chẳng những cạo tóc mà cạo luôn cả râu. Tu mi mà, tu là tóc, mi là râu. Cho nên trong cái bài kệ đó, thế trừ tu phát á, mình phủi cái tóc của mình. Kính thưa thầy, trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu con không hiểu. Cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật gì đó. Trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu không hiểu. Không phải một mình đạo hữu hỏi câu này không hiểu đâu, mà thầy cũng chẳng hiểu luôn. Bởi vì kinh Pháp Hoa là gì? Đại thừa vô lượng nghĩa. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn, ý nghĩa rất là sâu xa. Tụng kinh Pháp Hoa thì một là mình phải có thời gian nghiên cứu từng phẩm trong đó nói cái gì, nghĩa lý như thế nào. Còn nếu quý vị có hiểu là quý vị chỉ hiểu cái sự thôi, hoặc là cái lý có hiểu thì hiểu chút chút thôi, chứ chưa hoàn toàn nắm được cái lý sâu. Nhưng mà cứ tụng đi không sao, tụng cũng tốt. Rồi khi mình muốn tìm hiểu thì mình tìm những bài giảng về kinh Pháp Hoa. Còn cái câu là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đây là một cái bài hồi hướng nằm ở trong cái phẩm Tịnh Hạnh kinh Hoa Nghiêm, rồi sau này các vị mới trích ra để vào cái quyển nghi thức cho mình. Ý muốn nói là mình nguyện khi mình mất đi, mình được sanh trong sen chính phẩm ở cõi Cực Lạc. Và lúc này mình không sanh theo cái kiểu thế gian là người phàm phu sanh ra mình như cha mẹ, mà mình sanh trong hoa sen. Cho nên gọi là hoa sen là cha mẹ của mình. Vậy đó. Con ly dị chồng, đi làm để nuôi con nên không giữ con gái bên cạnh, vì con gái con luôn nuôi lòng oán hận con vì không gần gũi nó. Cho tới nay tình thương con dành cho nó, nó luôn cho là con có tính toán. Giờ con phải làm sao? Nếu mà mình thương con mà con nó vẫn hiểu lầm mình thương nó vì mình tính toán, thì cái vấn đề ở đây là vì con nó không hiểu. Và mình cũng nhìn lại cái cách thương của mình, coi coi có đúng như là nó nghĩ không. Mà nếu không đúng như nó nghĩ thì mình vẫn cứ thương. Bởi vì nếu mình dừng thương là mình trả lời cho nó biết là cái nó nghĩ là đúng. Tình thương của người mẹ là unconditional love. Con có thể bỏ cha bỏ mẹ, hiểu lầm cha hiểu lầm mẹ bất cứ hình thức nào, nhưng mà mẹ cha không bao giờ bỏ con.
Cho nên con mà nó trách mình cũng có một phần là bởi vì lúc mình nó còn nhỏ, mình không cận nó, thì cái chuyện hiểu lầm nó đã bắt đầu từ đó rồi. Dài cho tới bây giờ mình lo bù đắp thì nó lại nghĩ rằng mình có tính toán, chuyện đó là phải chấp nhận thôi, không thể được. Nhưng mà nếu mình dừng lại, mình nói thôi bây giờ mình thương mà nó không nhận thì tôi sẽ dừng, thì nó xác định xí điều tôi nói là đúng. Cho nên để trả lời cho con biết thì mình cứ thương nó mặc dù nó không hề đón nhận gì với mình. Có một cặp vợ chồng đi làm suốt luôn, không lo cho con cái, đưa con gửi nhà người khác giống như babysit, một tuần lễ 6 ngày và một tuần nó chỉ ngủ với ba mẹ có một đêm đúng, đó là tối chủ nhật, tối thứ bảy. Chiều chủ nhật là chở nó lại trả cho cái nhà babysit đó để sáng thứ hai tiếp tục đi làm. Lớn lên nó học tới bác sĩ, nhưng mà một năm 12 tháng nó không hề bước về nhà thăm và không có một cú điện thoại thăm. Thì khi ông bà buồn quá gọi cho nó, con ơi sao lâu quá con không gọi mẹ, nó trả lời hồi nhỏ mẹ có gọi con đâu. Hai vị buồn lắm mới khóc và nói với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới nói cái thật sự cũng khó trách nó, bởi vì cái này là cái mà mình đã tạo cho nó mà, từ lúc nhỏ mà. Phải chi hồi xưa mình không gần nó mà ít nhất mỗi ngày mình gọi nó, con làm cái gì, con ăn chưa, con đã, mình vẫn nói chuyện với nó, mình vẫn in touch với nó qua phone, mặc dù mình không thể gặp nó trực tiếp. At least mình cũng nuôi dưỡng nó indirectly. Còn cái này là hoàn toàn totally không có in touch. Thì làm sao mà mình trách nó được, phải không? Bây giờ đây là giờ lúc mà quý vị bù đắp lại là cứ gọi nó đi. Cứ gọi nó mặc dù nó không làm, nó không gọi mình hoặc là nó khó chịu với mình. Nhưng mà nếu mà mình give up nữa thì coi như là mình bị thiếu cái phần mình. Quý vị hiểu được cái điều mà nói vậy. Thành ra ở đây á, cái gì nó cũng có cái nguyên do chứ không phải khi khổng khi không cả. Thôi thì bây giờ cái câu hỏi này và những câu chuyện khác như là một tiếng chuông cho tất cả những vị khác, để các vị quan tâm một chút trong cái vấn đề con cái gia đình của mình. Không phải con mà đâu, vợ chồng cũng vậy thôi. Thí dụ nha, hai vợ chồng dẫn nhau đi chơi, lên tới cái chỗ đi chơi gặp bạn, chồng ké vô đó ngồi nói chuyện, bỏ vợ 2-3 tiếng đồng hồ, lát trở lại có cổ buồn không cho biết. Nhiều khi cổ tưởng đâu anh quên tôi luôn rồi chứ. Làm sao không có những câu nói như vậy được. Đó, vợ chồng người lớn hiểu biết rồi mà đôi khi còn hờn trách nhau những cái chuyện như vậy. Rồi cha, rồi thậm chí mà mình đi đâu về, mình mua cái gì cho người đó mà mình quên cho cái người kia, mặc dù người chẳng cần, nhưng mà trên nguyên tắc là vẫn hờn như thường. Thôi được rồi, tôi đủ rồi, tôi không cần gì đâu. Chúng sanh là sống bằng tự ái tự cao mà. Thật là bởi vậy cho nên mình sống với cái đó nhiều, còn sống cái cảm thông nó ít lắm. Cho quý vị mới thấy là cuộc đời này là sỏi đá nhiều hay hột xoàn nhiều. Sỏi đá nhiều nghĩa là phiền não và trách móc và hờn mát và tự ái nhiều lắm. Hồi xưa Pháp Hòa sống chung mấy cô già Pháp Hòa biết mà. Đi chợ mà mua chuối cho cô này, tại cô này bị dột bẻ thích ăn chuối, mà quên mua bánh mì cô kia cái là buồn. Cho nên lúc nào sắm cái gì cũng sắm cả hai, mặc dù biết một cô không cần gì nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải. Bởi vì người già thì hay sao, hay nhõng nhẽo. Nói đúng sự thật ha. Tuổi thân, mà tuổi thân là thường nó lây qua tuổi tỵ vậy đó. Đừng có nói chuyện gọi là vợ chồng hay là con cái, thầy trò cũng như vậy như thường. Thử bây giờ mà thầy mà quan tâm một người đệ tử mới nào một chút coi, đệ tử cũ buồn không? Nhiều khi mà nghĩ chưa sâu còn nói là lúc này có mới nói cũ nữa.
Thật sự ra cái đó nói để rồi chúng ta thấy rằng không có tội lỗi gì, nhưng mà tự chúng ta thấy được cái tâm hành biến hành ở cái tâm mà nó biến dạng trong cuộc sống của chúng ta chứ không có gì hết á. Nói để rồi chúng ta tự nhìn lại thấy ồ đúng ha, cuộc đời này nó là như vậy đó. Cho nên con cái mà nó buồn phiền mình khi mình quên nó, mình thờ ơ nó là chuyện bình thường. Xin thầy giảng cho Phật tử đã quy y phải có những lễ gì hay phải tụng kinh gì ở nhà? Lễ thì mình đi về chùa những cái dịp lễ, còn kinh thì mình cố gắng mình hành trì mình tụng mỗi ngày, bằng cách là mình lựa xin một quyển kinh Nhật tụng, rồi mình chọn những bài kinh nào mà mình thích ứng thời điểm, thời gian của mình thì mình tụng, miễn sao mỗi ngày mình có tiếp xúc. Ví dụ như mình không có thời gian, mình lại Phật ba lại tụng một bài sám, rồi mình niệm Phật nghĩ cũng tốt. Nói chung là mỗi ngày phải có một chút đó. Nếu nhà con có nhiều kiến và gián, con có được dùng thuốc xịt gián không thầy? Muốn thì phải báo cho nó biết trước. You better move in 3 days. Nói tiếng Việt chưa đủ, nói tiếng Anh. Rồi họ đi tìm cái chúng trưởng con kiến, hỏi cái cell phone rồi có gì mình gửi cho họ cái notice. Ở xứ Mỹ mà lạng hoạng là phải đi hearing á. Thưa đại chúng, là con vật á, thì nó cũng không khác con người. Nó cũng có đời sống giống con người mình vậy. Cho nên khi mình làm cái gì mình báo cho họ biết trước thì vẫn hay. Thí dụ như quý vị có kiến đó, hay có gián á, trước khi quý vị đó, quý vị nói với họ đi: các vị Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến, ở đây không phải là chỗ ở của quý vị. Quý vị từ đâu tới thì quý vị hãy đi ra bằng con đường đó. Tôi không muốn tổn hại đến quý vị, mà phải nói mà thật sự là mình gửi cái tình thương cho họ. Nó work đó. Có nhiều vị cho Pháp Hòa biết là nó work đó. I'm serious. Cha mẹ con mất vào ngày trùng. Khi chôn, thầy tụng có để 4 hũ ở 4 góc mã để ém. Vậy con hỏi, cho con hỏi, vậy phải làm sao để được đi đầu thai? Quý vị hiểu câu hỏi không? Có nhiều khi mình có người thân chết, đi lên ông thầy nói là chết nhầm ngày trùng. Rồi thì mình mới thỉnh ông thầy làm sao ém. Ông thầy mới làm 4 cái hũ gì không biết nữa, ém 4 góc. Rồi bây giờ vị Phật tử bây giờ đang lo là ém vậy rồi sao đi đầu thai. Bây giờ ngày trùng là cái gì? Ngày trùng là người ta quan niệm rằng trùng có nghĩa là mình chết nhầm trùng giờ, trùng tháng, trùng ngày, trùng năm với cái tuổi người mất. Thí dụ như bây giờ nói tuổi Tỵ, tuổi Tỵ chết ngày Tỵ, năm Tỵ, tháng Tỵ và thậm chí giờ Tỵ, thì trường hợp đó người ta gọi là ngày trùng. Mà xin thưa là cho dù có ém, quý vị cũng đừng lo. Tại vì không ai ở dưới, không ai ở dưới để mà chờ đi đầu thai gì đâu. Khi mình chôn cái xác á, là mình đã chôn cái thân tứ đại cát bụi, chứ mình không hề chôn cái gì dưới đó hết. Ông thầy ổng lấy 4 cái hũ đó cũng chẳng là hũ gì đâu, ổng làm cho mình yên tâm vậy thôi. Mà quý vị thấy không, mình yên tâm lúc đó là yên rồi, thầy ém rồi. Nhưng bây giờ mình lại bất an tâm là không biết sao người đó đi. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái của mình là cứ nghe là sợ, rồi phải giải quyết liền, mà xong rồi thì lại sợ việc khác. Y chang cuộc sống hàng ngày của mình. Khi mình tức giận một việc gì là mình đánh cái người đó, mình hành hung cái người đó. Nhưng mà sau khi mà thấy người đó nằm bất tỉnh rồi, phone, giờ tôi phải làm sao? Thì ở đây cũng vậy thôi. Cho nên thưa quý vị là quý vị đừng có sợ gì hết. Không có ai ở dưới đó đâu, chờ đi đeo đầu thai đâu. Cái xác thân tứ đại của mình, sau khi mà nếu như trường hợp mà trùng như vậy đó, nếu mình lỡ đi, lỡ sợ trùng vậy đừng chôn, thiêu đi. Thiêu là bảo đảm nhất, bởi vì không có mồ mả gì là không sợ gì cả. Chôn chi rồi để cho ổng làm 4 hũ, ăn 4 hũ tiền đó. Ổng làm ổng tính tiền chứ ổng free đâu.
không? Trả tiền để mua cái lo rồi bây giờ bắt đầu sợ nè. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Không có, nếu lỡ coi mà có trùng mà có sợ thì đem thiêu. Thiêu xong rồi thì không có chuyện gì hết. Thưa đại chúng, cái xác thân này khi mình chết rồi phải giải quyết. Mình đâu có thể mình để cho nó sình ương vậy được. Cho nên phải giải quyết. Thì bây giờ có 5 cách để giải quyết một cái xác chết. Chôn xuống đất thì gọi là thổ táng, đem đi thiêu là hỏa táng, bỏ xuống nước là thủy táng, cho chim ăn là điểu táng, bỏ trên rừng cho nó tự rã là thi lâm táng. Bằng cách nào đó, một miếng rác trong nhà mình, một cái chai nước trong nhà mình là chai ni lông. Nếu mình mà quan tâm tới môi trường thì bỏ recycle. Không quan tâm gì hết, dục đại vô thùng rác, nó ra cái bãi rác chính, người ta cũng kiếm người chuyển mấy cái đó qua recycle. Chuyện đó chuyện người ta, chuyện mình là bỏ rác. Xác thân tứ đại này một khi chết rồi, không phải để dưới đó mà nó đi đâu cả. Đó là một cách giải quyết thôi, để đừng có hôi thôi, chứ không ai ở dưới đâu. Mà thậm chí bây giờ chẳng ém chẳng gì hết mà đặt cái cầu thang lên, mở cửa mã mời má lên, má có bước lên được đâu. Chôn tuốt ở dưới mà. Mà 7-9 cái nấc thang làm sao treo đeo leo lên được. Mà nếu mà thí dụ má mà có leo lên, dám đứng đó ngó không? Má có sao không má? Có dám đứng đó đâu. Chứ không hề có cái chuyện mở cửa mã. Không, đừng có sợ mấy chuyện đó. Hồi xưa mình không tu Phật, mình không hiểu đạo, mình cái gì mình cũng tin được hết. Những cái đó là tà kiến mê tín, không phải của mình. Bây giờ mình hiểu rồi. Hồi xưa mình không hiểu thì mình làm vậy đó. Bây giờ mình hiểu rồi thì mình thấy mình tức cười. Hồi đó cái gì ai nói mình cũng nghe hết. Cục đá mà đi lượm về cũng để kêu ông tà được mà. Không thờ ông chánh, thờ ông tà. Cho nên Ấn Độ cái gốc cây họ cũng lại, cục gạch họ cũng lại. Cho nên ở bên Ấn Độ là trước khi Phật có mặt là đã có 99 thứ đạo, 99 đức tin, thêm Phật nữa là 100 á. Giờ thầy hỏi Phật có làm gì mới không? Phật không làm cái gì mới hết. Phật chỉ là người nhặt những cái cũ đó, chuyển hóa thêm thắt, làm cho nó trong sáng hơn lên. Chứ Phật không phải là người phát minh cái gì mới cả. Người ta cuộc đời vẫn là vô thường mà. Phật có nói hay không thì cuộc đời vẫn thay đổi. Rồi khi Phật giác ngộ, tỉnh giác ra đời là vô thường, Phật xác nhận và Phật chỉ cho chúng ta vô thường bằng cách nào. Mình không nhận, đời vẫn vô thường. Mình nhận, đời cũng vô thường. Nhưng mà tâm mình bây giờ ổn định hơn, thoải mái hơn khi nó vô thường. Vì có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Mình không tin nhân quả, mình vẫn phải sống trong chu kỳ của nhân quả. Nhưng người tin nhân quả vẫn sống trong chu kỳ của nhân quả mà biết tạo nhân tốt để quả tốt nó tới. Hoặc là lỡ nhân quả nó tới, vẫn mở lòng chấp nhận vì biết nó là một phần của cuộc sống, không thể nào mình tránh được. Cái khác của người học Phật và người không học Phật chỗ đó. Vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà là về chôn cất rồi này không có sao hết. Rồi có nhiều khi mình đặt là chôn tốt hay thiêu tốt, cái nào rẻ là tốt à. Đây, cho những câu hỏi nó giống giống mà. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con, khi ngồi thiền con có thể trì chú đại bi không thầy? Vì niệm Phật hay theo dõi hơi thở con cũng bị phóng tâm. Hồi nãy mình trả lời, cái nào mà nó dụ mình ứng dụng được mà để mà mình điều phục cái tâm mình đều được hết. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Mà Như đó là như gì? Như vậy mà làm. Cái gì nó phù hợp với mình là nó được thôi. Chánh niệm là gì? Chánh mạng là gì? Còn thiếu một chánh, chánh bên là gì? Là đệ tử của Phật, mình tu như thế nào để được hai chánh niệm trên?
chánh mạng và chánh niệm á, nó nằm trong bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là 8 con đường mà tất cả Phật tử nào cũng phải học, phải tu để làm chuẩn mực cho cái đường tu mình. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh mạng á, là mình phải nuôi thân mạng mình chân chánh. Ví dụ như mình đi ăn cắp của người ta để nuôi mình là không phải chánh mạng. Mình lường gạt người ta để đem của cải về nuôi gia đình mình thì không phải là chánh mạng. Hãy nuôi thân mạng mình bằng những nghề nghiệp chân chánh, không tổn hại đến con người, loài vật, thiên nhiên thì gọi là chánh mạng. Mà hễ mà nuôi thân mình bằng cái chánh mạng đó thì rõ ràng là mình có chánh gì? Chánh nghiệp. Mình đâu có tạo nghiệp xấu. Mình tạo cái nghiệp tốt bằng cách là mình nuôi thân mạng mình bằng con đường chân chánh, không lường gạt của ai để đem của về mình. Cho nên á, khổ tập diệt khổ tập. Khổ là một cái sự thật, tập là nguyên do của khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì phải làm gì? Phải tu bát chánh đạo. Phải thấy cho đúng trước khi mình nói, gọi là chánh kiến. Người mà thấy đúng là nghĩ đúng và nói đúng. Ba cái này là quý vị thấy nó điên bộ rồi đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mà người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ gọi là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, là tạo nghiệp đúng, gọi là chánh nghiệp. Và người đó siêng năng truyền bá cái đúng, gọi là chánh tinh tấn. Người đó luôn luôn tỉnh giác với cái đúng, gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình uống nước, mình biết mình uống nước là chánh niệm. Mình ăn cơm, biết mình đang ăn cơm là chánh niệm. Mình bệnh, mình biết mình bệnh là chánh niệm. Mà thậm chí mình giận, mình nói người ta khác hỏi mình có giận không, mình cũng chánh niệm, dạ tôi đang giận. Nói vậy để chi? Để trước nhất là mình phải nhận rằng tôi đang giận, tôi đang buồn. Thì cái người kia thật sự thương mình, muốn trợ duyên cho mình thì không nói, không làm gì nữa hết. Vì biết mình đang giận, nói là mình thêm giận. Họ hỗ trợ mình bằng cách là giữ im lặng. Và khi chúng ta là người đương sự biết mình giận thì chúng ta sẽ cố gắng làm những gì để làm cho cơn giận mình nó giảm xuống. Chánh niệm là gì? Chánh là chơn, chánh là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ một cách sáng biết từng cái ý niệm của mình, từng cái việc làm của mình. Thí dụ như mình lên, mình tới nhà bạn mình chơi, mình cũng phải có chánh niệm tới nhà chơi. Mình phải có chánh niệm là mình tới, mình ở bao lâu, giờ nào mình nên về. Khuya quá mình chưa về mà mai người ta phải đi làm, thì mình nên từ giã mình đi về, gọi là chánh niệm giờ giấc. Giờ chánh niệm ai cũng cần hết á, chứ không phải chỉ có người tu. Cuộc sống mà có chánh niệm là hạnh phúc vô cùng. Lái xe mà có chánh niệm là ít khi nào bị phạt lắm. Lái xe mà không có chánh niệm là ăn tiết kịch liền liền. Hỏi tức giận, tức làm chi? Cái đó là mình donation. Giờ ký cái check tức quá, tức mình không chánh niệm. Mình đã tăng trưởng, mình đã gấp rút, mình thế này thế kia. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện đó ở trên chùa Hội Quang đó. Phật có trong xe không? Cho nên đó, là thưa đại chúng là Phật ở mười phương bốn hướng, chỗ nào không có Phật hết. Mà Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Cái câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật hay không? Phật chỗ nào tốt, thờ Phật hướng nào tốt, hướng nào cũng có Phật. Quan trọng anh đặt chỗ đó mà hàng ngày anh có hướng Phật không? Mặc dù anh đặt ngay cửa chánh này mà đi vô đi ra mỗi ngày anh không hề biết đây là bàn Phật, anh không xá không chào gì, thì hướng này cũng chẳng phải hướng của Phật. Phật hướng nào cũng được hết. Thậm chí giờ nhà mình không có chỗ để Phật xây vô cửa sau cũng được nữa. Phật không coi chừng giùm mình cửa trước thì lúc after cửa sau. Nhưng mà mình phải biết rằng hướng nào cũng có Phật. Mà câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật không? Như vậy thì mình làm sao để mình có được cái này? Quan trọng là chánh niệm. Chánh niệm khi mình nghe, mình phải phân biệt, mình phải biết rõ rằng cái điều này người ta nói nó có đúng không? Hay là mình phải hỏi lại trước khi mình giận hay là mình phát biểu. Chánh niệm rất là cần. Làm sao để có chánh niệm? Tập sống mà mình chú tâm.
Thí dụ như ăn cơm á, đừng có mở tivi. Ăn cơm đừng có để cái phone, lát cái bấm cái coi ai nhắn gì cái ăn tiếp. Rồi lỡ mà ta nhắn ta cái ton cái mở ra. Mà bình thường chuông thỉnh mấy chục tiếng cũng ngủ à. Nó lạ vậy, tiếng chuông nhỏ xíu vậy mà nghe bon cái ngồi dậy liền, mở quẹt liền. Mà cái chuông này thỉnh mấy chục tiếng vẫn ngồi, không trả lời trả giống gì hết. Mặc dù chuông này có giá trị hơn. Bởi hôm mấy ngày nay qua cứ chọc hoài. Đạo Chúa là có Amen. Đạo Hồi có Ala. Đạo Phật có A Di Đà. Mà đạo Mobo có Alo. Mà cái đạo Mobo này chiếm tín đồ dữ lắm. Bây giờ con nít nó cũng ghi danh vô, nó làm tín đồ của đạo Mobo nữa. Không có nhà nào mà không có cái Alo. Thậm chí nghe giảng mà cũng còn sợ mất job, mất mối, Alo. Chờ tôi một chút, tới kéo ghế trước đi, lát tôi tới sau. Cho nên là thưa đại chúng, là chánh niệm á, là mình ăn biết mình đang ăn. Cho nên giờ tập chánh niệm từ từ nè. Ăn đừng mở phone, đừng mở tivi, đừng đọc báo. Tập cho mình có 5 phút ăn cơm im lặng, để mình trải lòng với món ăn, vì món ăn đang có mặt cho mình. Cái người nấu rất là cực mà mình ăn mình không thưởng thức thì tội. Tội đây là tội cái người nấu, người ta để tâm mà mình không có lòng. Mình chỉ có bụng mà. Ăn non bụng mà chẳng thưởng thức gì hết. Cuộc sống rất nhiều những cái cần chúng ta thưởng thức mà chúng ta không thưởng thức gì hết. Đi làm về tối chiều rồi cũng là tỉa cây trồng trọt đủ thứ hết, hết sức rồi. Rồi lên ngủ, ngủ sáng mai đi làm tiếp. Rốt cuộc có trồng bông đầy vườn hết, hàng xóm ngắm không? Ồ, ai đi ngang cũng ngắm nhà mình đẹp không? Mà hỏi mình đâu có ngắm gì đâu. Bởi vì mình trồng mà hết, mình đi làm về là tối rồi, bắt đầu lo tưới, lo tỉa là mệt rồi, ngắm gì nữa. Rồi sáng mai đi thẳng ra xe đi làm thôi. Cho nên có một ngày nọ, mình đi ra cửa mình thấy rồi, sao bữa nay hoa nó đẹp lạ thường. Thật sự hoa ngày nào nó cũng đẹp rồi, tại hôm nay mình có rảnh mình chánh niệm chút. Giống như nhà thơ Quách Thoại vậy đó. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông khen hoa thực dược. Bởi vì cái hoa thực dược nó vẫn đẹp như vậy mà ngày thường không có chánh niệm không thấy. Tự nhiên một ngày nay chánh niệm hùng hậu, nhìn hoa thực dược đẹp quá. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Bây giờ tôi có chánh niệm rồi, tôi lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Bây giờ thấy cái vẫy của hoa, thấy cái ngất, cái lúc lắc của hoa, vừa thoáng nghe em hát. Lời ca em thiên thâu, em đẹp quá, tôi sụp lại cúi đầu. Có chánh niệm là sẽ có chánh mạng, có chánh niệm là sẽ có chánh nghiệp, có chánh niệm là sẽ có chánh kiến. Cho nên chánh niệm là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa trong sự tu học. Mình phải có chánh niệm về giờ giấc tụng kinh, mình phải có chánh niệm về sức khỏe của mình, mình phải có chánh niệm về tất cả mọi công việc đời sống của mình, thì mọi việc nó sẽ diễn biến một cách tốt đẹp. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuối cùng con đã đủ duyên để gặp được thầy. Không sao tả xiết niềm vui tột cùng này, gặp được thầy. Bao sự sân si trong lòng con đều tan biến, và được thay vào đó sự bình an. Hạnh phúc quá. Thưa thầy, con quy y năm 16 tuổi, nhưng lúc đó con chưa hiểu hết ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Sau đó sư phụ con ở ẩn và bây giờ đã viên tịch. Con không có được cơ hội học hỏi Phật Pháp nhiều. Con kính xin thầy thay sư phụ con làm người thầy dìu dắt con được không ạ? Dạ được đấy ạ. Hân hạnh cho nhà cháu quá. Mình trong cuộc đời của mình, mình sẽ có rất nhiều những người thầy. Thầy quy y cho mình là thầy bổn sư,
Thầy cạo tóc cho mình là thầy thế độ. Thầy dạy cho mình kinh điển gọi là thầy giáo thọ. Thầy dạy cho mình luật giới trong đời tu của mình là thầy luật sư. Thế thì cuộc đời ta không phải chỉ một người thầy mà rất nhiều thầy. Bên cạnh đó, đi chung với hai người, ba người đi chung, mình và hai người bạn, trong ba người này thế nào sẽ có một người là thầy mình. Người xưa có câu đó: tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi chắc lạc sẽ có người thầy mình. Đâu phải chỉ riêng là một vị đó phải giảng dạy cho mình cái gì. Nhiều khi một đứa con nít mà nó nói một câu chân lý thì nó cũng là thầy mình. Pháp Hòa ví dụ một cái em đó, nó hỏi bạn, nó hỏi chứ tại sao you phải ăn chay? Why you vegetarian? Why you eat vegetable? Nó nói if I eat the chicken, I cut the chicken head, the chicken cannot have another head. But if I cut the vegetable can grow up. So I rather eat vegetable. Ăn con gà, cắt cổ con gà, đầu con gà không mọc lại. Nhưng mà ăn cái rau, cắt cọng rau mọc lại, vì thế tôi ăn rau. Có bao giờ mình nghĩ nổi câu đó không? Trà mô Phật, vừa thoáng nghe em hát, tôi sụp lại cúi đầu. Kính bạch thầy, hai con của con được thầy từ bi cho về chùa Trúc Lâm. Con thành kính tri ân thầy, nhưng có người nói với con là chưa làm lễ nhập tự thì chưa được vào chùa. Kính thầy cho con hỏi là có đúng không? Nó vô nó ở rồi nhập gì nữa? Dọn vô ở cả năm, hai năm rồi hỏi giờ làm lễ không? Thưa đại chúng, cái lễ nhập tự á, ở đây phải giải thích một chút cho để quý vị không hiểu lễ nhập tự là gì. Theo quan niệm á, là khi một cái người mất rồi, mình muốn mang cái người đó về chùa để thờ, thì thường có một cái lễ gọi là lễ nhập tự. Tự là chùa đó, nhập là vô. Nhập chùa, nhập tự có nghĩa là mình nhập vô cái chùa mình ở cho cái vong đó đó. Thì thường để cho cái nó thành cái nghi lễ, thì các thầy hay thỉnh cái hình, rồi người nhà đứng trước bàn Phật rồi xin phép cho hôm nay được làm lễ nhập tự. Còn nếu như trường hợp mà có nhiều Phật tử ở xa mà nhờ quý thầy làm thì quý thầy cũng làm thôi, phải không? Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là một cái lời khấn của mình là hôm nay có thí chủ gì đó xin được làm lễ nhập tự ký linh cho linh gì đó là đã thành rồi. Cái người nói là chưa làm lễ á, có biết người ta biết chắc không? Người ta có thấy không mà người ta nói? Hay là người ta chỉ hỏi mình thầy có kêu chị làm đó không? Rồi mình nói không, thì mình nghĩ là không có, phải không? Thành thử ra cái đó chỉ là một cái lễ để nói lên rằng mình đã làm lễ chính thức để gửi cái vong đó vào chùa thờ vậy thôi. Còn mình có mặt hay không thì các thầy phụ trách đó người ta đã làm cho mình rồi. Mình còn giờ thêm một câu hỏi không? Thôi bây giờ một câu này cũng cần thiết. Khi có một người mất, khi có một mất mát quá lớn trong cuộc đời, tức là người thân, làm sao để thoát ra khỏi muộn phiền thương nhớ đó? Có nghĩa là làm khi mình mất một người thân của mình, họ mất đi rồi, chết đi rồi, làm sao mình vơi được cái nỗi buồn đó? Thưa đại chúng, là trong cuộc đời này á, cái điều đó là cái điều hoàn toàn bình thường. Ai có người thân mất cũng phải buồn hết. Nhưng mà cái người mà chúng ta hiểu đạo thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta giảm cái buồn đó đi bằng cách là chúng ta quán chiếu. Bây giờ mình không thấy người thân của mình đang hiện hữu bằng cái thân xác hạn hữu nữa, hạn hẹp nữa, mà mình hãy thấy người thân mình bây giờ đang sống hiện diện trong từng con, từng cháu, tất cả người thân mình. Tại sao? Ví dụ như ba mình mất, dòng máu của ba mình truyền xuống cho mình, truyền xuống cho em, cho anh, cho chị, rồi mình truyền xuống cho con cháu mình. Như vậy bây giờ ba mình không còn bị hạn hẹp trong một cái hình hài nữa, mà ba mình bây giờ đang lưu chuyển sống khắp trong các con các cháu. Và bây giờ mình thấy đứa nào nó cũng có nét một phần của ba,
Đứa này nó giống nụ cười, đứa nọ nó giống tướng đi, người kia giống tướng đứng, người nọ giống tiếng các cách ăn nói. Thế bây giờ mình thấy ba mình đang có mặt khắp các con các cháu, ba không còn bị hạn hẹp ở trong một hình hài nữa. Còn nếu mà nói chúng ta muốn buồn thương, chẳng lẽ trước kia chúng ta không có ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm mất sao? Rồi thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Chẳng qua một người thân này mới vừa ra đi thì sự buồn khổ của chúng ta nó còn đó. Nhưng mà rồi thời gian thì nó cũng sẽ hết. Có một bà thí chủ lên khóc với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đứa cháu con nó chết rồi, con không còn tha thiết gì muốn sống nữa. Đức Phật nói: Bà có thương cháu không? Nói: Dạ thương. Bà có muốn nhiều cháu không? Dạ con muốn nhiều cháu. Đức Phật nói: Vậy bây giờ nếu cả cái thành phố El Monte này đều là con cháu bà hết, bà chịu không? Nói: Dạ thôi. Nói: Trời ơi, cái thành phố này ngày nào cũng có người chết kiểu này, chắc con khóc chết luôn. Đức Phật mới nói: Nếu nói là muốn khóc, muốn buồn, muốn khổ, thì cuộc đời này không phải chỉ mất người thân mới buồn khổ, mà cái buồn khổ nó trải dài trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Không phải chỉ mất người thân đâu. Có nhiều khi á, cái người đó sờ sờ mà mình đã mất họ rồi đó. Họ, mình mất họ qua một câu nói, mình mất họ qua một hành động, đâu phải chết mới mất. Sống sờ sờ mà không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau, do giận tức, do buồn phiền, do đủ thứ, chúng ta làm một việc, nói một lời, mình đã mất họ muôn cái, là hết một đời này rồi. Mà đôi khi mình không có mất họ bằng cái hình tướng, nhưng mà mình đã mất trái tim của họ rồi. Sống chung nhà nhưng họ không còn tình cảm gì với mình nữa. Có không? Có. Thế thì cẩn thận cái đó. Còn cái chuyện mất này nè, là nhất định sẽ có ngày mình mất cái này. Nhưng mà bây giờ lấy cái này để quán chiếu cái mất trong hiện tại. Chúng ta đừng để chúng ta mất những người thân, thậm chí có những người sống chung một nhà với mình mà hình như tình thương của họ đối với mình đã mất vì cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, cái cách nói năng của mình chưa có đủ chánh niệm để làm cho người đó cảm thông với mình. Cái này cần có. Chánh niệm là gì? Là vậy đó. Chánh niệm là mình luôn luôn có một cái niệm nhớ nghĩ một cách chân chánh là chúng ta phải làm gì. Chánh niệm về sức khỏe, chánh niệm về tuổi thọ, chánh niệm về thời gian, vân vân. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng sau một ngày sinh hoạt coi như là 8 giờ sáng, bây giờ 8 giờ rưỡi rồi. Mười mấy tiếng đồng hồ rỉ rả. Mà thấy Pháp Hòa còn tỉnh không? Mà quý vị tỉnh nhưng mà tỉnh quéo. Phải kêu là tỉnh rủi. Lâu lâu gặp mẹ hỉ. Thì đại chúng, Pháp Hòa rất là vui mỗi lần về đây được bao nhiêu cái tình thương cũng như là sự chào đón của đại chúng. Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của mình nha, để chúng ta còn gặp nhau mãi mãi ở trong cái đạo tình này. Ở đây có một anh ca sĩ Phật tử sẽ cúng dường đại chúng một vài bài hát cho vui. Mời đại chúng ngồi lại, chúng ta thưởng thức một vài bài hát trong cái chương trình sinh hoạt tối nay.